Cảm ơn Tường Vi đã bắt đầu cái buổi học bằng những câu hỏi rất là thú vị. Chị bây giờ cũng mới biết là tốc độ của trái tim đập khi mà rung động nó nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Kiến thức này là cần phải cập nhật ha. Cảm ơn câu hỏi của chị Châu Thu Ngọc. Nhưng mà đúng như là Tường Vi giải đáp với chị, vấn đề của mỗi người là phải tự bản thân người đó giải quyết. Chúng ta không thể nào mà thay họ giải quyết được. Ở đây khi nào mà bạn thấy có nhu cầu cần phải xử lý cái vấn đề của mình thì bạn sẽ tự động đi tìm câu trả lời, và khi ai đó họ đi tìm câu trả lời thì họ họ sẽ tìm thấy. Cái đó là cái quy luật của vũ trụ của chị nha. Giống như là khi mà người học trò mà cần học thì người thầy sẽ xuất hiện. Chúng ta không tin nhưng mà cái điều đó nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó là cái quy luật hấp dẫn của vũ trụ chị nha. Và thêm một câu nữa là chị băn khoăn là có nên cho mượn tiền hay không. Ở đây cái vấn đề mà tài chính đó, với nhiều người rất là nhạy cảm. Chúng ta sợ từ chối đó, mà chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng khi mà cho ai đó vay mà nhiều khi mình nghĩ là họ cũng không có khả năng trả. Ở đây mình phải xét về nhiều khía cạnh đúng không chị? Bạn chia tay bạn khó khăn, và sau khi chia tay thì chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nữa. Cái đó nó đụng chạm với cái lợi ích cá nhân của mình. Và cái điều tốt nhất mà mình có thể làm là chị có thể nói là chị không có ủng hộ cái quyết định chia tay của bạn ấy. Chị rất muốn giúp bạn nhưng số tiền 5.000 của chị nó không phải nhỏ. Còn nếu mà có lòng tốt chị có thể nói chị không thể giúp em trọn vẹn 5.000 nhưng chị có thể giúp em cái món tiền ví dụ như 1.000 hoặc 1.500 hoặc ít hơn, đó là trong khả năng của chị. Và chị cảm thấy là nếu cái món tiền đó chị có thể cho bạn mượn và quên nó đi mà không có náy múc, là ví dụ như là mình sẽ, khi mà cần kiếp mình đòi bạn thì bạn không có trả lại mình được thì làm cho mình khó xử và bạn khó xử, hoặc là mất đi cái tình cảm chị em, thì hoặc là chúng ta từ chối hoàn toàn, chúng ta nói là không có đồng ý với cái quyết định ly hôn của bạn. Và hiện tại cái tình hình tài chính của chị nó cũng không phù hợp để mà chị có thể giúp đỡ bạn, thì bạn có thể đi tìm cái sự giúp đỡ từ người thân, từ những người khác để cho bạn có cái phương án. Còn không thì chị có thể giúp đỡ một phần hoặc chị có thể giúp đỡ toàn bộ. Đó là cái gọi là cái lựa chọn của mình. Mình có những cái lựa chọn trong cuộc sống của mình, nhưng mà mình phải trả lời với bạn một cách thẳng thắn, một cách chân thành nhất. Nếu có từ chối thì cũng từ chối chân thành, và người ta chắc chắn sẽ hiểu cho mình thôi. Đi vay mà đâu có thể nào bắt buộc cái người kia cho mình mượn đúng không chị? Đó là cái chia sẻ của em. Những cái câu hỏi của chị nó đụng chạm rất nhiều vào cái buổi học ngày hôm nay. Đó là buổi học về cảm xúc. Và cái quá trình mà soạn cái buổi học này á, thú thật với các bạn là làm cho em rất là lúng túng. Vì nói về cảm xúc là nó nói về quá nhiều vấn đề, những cái cảm xúc căn bản của con người chúng ta. Nhưng mà khi mà đã đi sâu vào phân tích đó, thì nó quá nhiều vấn đề. Nên là hôm nay với cái buổi chia sẻ mà cái thời lượng nó chỉ có hạn như thế này, thì xin phép được nói qua với các chị những cái bậc cảm xúc. Em sẽ chỉ nói qua thôi. Và sau đó là em đi vào phân tích bốn cái cảm xúc căn bản nhất của một con người. Chúng ta đi vào phân tích sâu luôn á, để chúng ta hiểu rõ. Còn những cái cảm xúc gọi là thứ cấp là những cái cảm xúc mà nó xen lẫn giữa cảm giác này với cảm giác kia. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn biết nhiều hơn và muốn phân tích cái bản thân mình ở một bậc cao hơn để mà có thể có cái trí trí khôn cảm xúc, người ta gọi là trí khôn cảm xúc, thì các bạn có thể tham gia cái lớp học tất tần tật về cảm xúc của chị Biên. Trong đó nó nói rất là rõ, bởi vì cái buổi chia sẻ đó của em còn nhớ với chị Biên là em và chị Biên dự định làm 2 buổi nhưng mà nó không thể nào hoàn thành được vì cái khối lượng kiến thức nó quá nhiều. Chia sẻ liên tục mà 2 buổi là nó không có trọn vẹn, nó không xong, xong sau đó là phải phát sinh thêm những cái buổi buổi thêm sau đó nữa. Thì ở đây cái thời lượng 1 buổi để nói về cảm xúc thì nó không có đầy đủ, mà trong khi đó chúng ta còn có cái phần tương tác cho các bạn đặt câu hỏi, cho các bạn giao lưu. Và để cái kiến thức này nó tiếp cận với số đông chúng ta thì em xin phép là được đi vào bốn cái cảm xúc căn bản nhất, gọi là cái bốn cái cảm xúc sơ cấp, bốn cái cảm xúc căn bản nhất của một con người.
Rồi sau đó nếu mà có ai mà muốn hỏi thêm thì cứ liên lạc với em hoặc là liên lạc với đội nhóm ha. Rồi, xin chào, gửi lời chào đến tất cả các bạn. Theo mình thì điều mà tạo nên được cuộc sống tốt đẹp đấy chính là việc kiểm soát được cảm xúc của chính mình ấy. Dạ, cảm ơn chị. Câu trả lời rất là ngắn gọn, có vẻ rất là ngắn gọn nhưng mà chất lượng ha. Thêm một bạn nữa nha. Mời bạn Thủy. Bạn Thủy, có thể nói tiếp rồi không? Mở chi tác. Happy nào, con mang ra đây. Thủy. Mời Thủy, Thủy có thể nói rồi. Thủy hay Quý? Chị Thủy thì nghĩ là năng lượng tích cực. Tại vì mỗi lần mà buổi sáng sớm mà làm cái gì đó, ví dụ như tập thể dục hay là gì á, cảm thấy cái người mình giống như có double shot của cà phê vậy đó. làm đủ thứ, cái gì cũng vui vẻ, vui nguyên ngày luôn. Hay là cái cảm xúc tích cực đó nó làm cho mình muốn làm tất cả mọi thứ thoải mái với những người xung quanh, mà hễ như mà có một cái cảm xúc mà khiến mình tiêu cực chút xíu thôi là cả ngày không có làm gì, như là cái người chết rồi vậy đó. Cho nên Thủy nghĩ là cái năng lượng tích cực đó, Năng nó lượng sẽ tích giúp cực. cho cái cuộc sống của mình nó thoải mái hơn. Dạ. À, chỉ cần cái đó thôi là cả cái ngày thoải mái, cả đời thoải mái, vui vẻ chồng con. Dạ. Một chị thì trả lời là cảm xúc ha, khiến cho cuộc sống mình tốt đẹp, cảm xúc tích cực. Rồi một chị thì nói là năng lượng ha. Thêm một bạn nữa nha, thấy Thư, Thư Candy. Mời Thư Candy. Chị nghe em nói rõ không ạ? Có nghe nhưng mà hơi nhỏ đó. À, ok, bây giờ chị nghe lớn hơn chưa? Được rồi, em cứ nói đi, chị sẽ cố gắng nghe nha. Theo em nghĩ là tạo nên một cuộc sống tốt đẹp đó là tri thức. Khi mà mình có tri thức thì mình sẽ biết cái cách để tạo nên cái cuộc sống mà mình mong muốn. Rồi từ đó mình sẽ chia ra là ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ như 3 năm thì mình muốn mình như thế nào, 5 năm tới mình muốn mình như thế nào. Sau đó từ cái mục tiêu lớn đó mà mình sẽ chia nhỏ ra mỗi ngày, và mình sẽ chia nó ra thành thói quen. Để mỗi ngày mình có một ngày đẹp thì mình sẽ có một một năm đẹp, và mình sẽ có một cuộc đời đẹp. Nên tri thức rất là quan trọng, và kể cả cái năng lượng tích cực hay cái cảm xúc tích cực nó vẫn nằm trong cái tri thức đó. Cảm ơn câu trả lời của Thư Candy. Thì đây, Hằng đưa ra một cái câu trả lời cho cái câu hỏi của Hằng. Nó không phải là câu trả lời của Hằng đâu, mà nó là một cái quá trình của một cái cuộc nghiên cứu mà người ta nói là dài nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Cái công trình nghiên cứu này nó kéo dài đến 75 năm để có thể trả lời được cái câu hỏi mà Hằng vừa mới đặt cho các bạn. Theo bạn, điều gì tạo nên một cái cuộc sống tốt đẹp? Sẽ có rất là nhiều người bất ngờ trước cái câu hỏi này, vì khi Hằng đi học và Hằng xem cái video clip này, Hằng cũng thấy bất ngờ. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có cái cảm giác là nó òa vỡ như Hằng khi mà Hằng đi học, nên là muốn truyền tải đến các bạn một chút cái cảm xúc lúc đó, cái cảm xúc mà mình nhận ra một cái điều gì đó nó gần với mình lắm mà mình đã không không để ý tới, mình đã không xem trọng nó, mà nó quyết định cái phần mà cái cuộc đời mình có tốt đẹp hay không. Cho anh Vũ vài phút nha. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were, and over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more.
We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods, boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never ask that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "You know, it's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated
on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned three big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed
that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over, over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time. So brief is life for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Cảm ơn anh Vũ, rất là tuyệt vời. Hằng ngồi xem lại cái đoạn video này và Hằng cảm nhận sâu sắc hơn một lần nữa vì sao Hằng lại đang cảm thấy mình là người hạnh phúc như vậy. Chia sẻ một chút với các bạn là Hằng với anh Vũ chưa từng gặp mặt nhau. Hai anh em ở hai đất nước xa nhau, cách nhau nửa vòng trái đất. Mà anh nói giờ này đang là giờ anh ngủ, mà anh ấy thức dậy hỗ trợ Hằng. Còn các bạn có thấy những cái dòng chữ mà Tường Vi cứ đánh lên liên tục để giải nghĩa cho cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, có bạn nào không may mà nghe mà không có hiểu rõ hết đó, thì có thấy là Tường Vi liên tục gửi những cái thông điệp dịch ra bằng tiếng Việt. Và Hằng thấy ấm áp vô cùng khi mà Hằng ở bên cạnh Hằng có một cái đội nhóm như thế. Đúng không các bạn, có thấy không? Cái cộng đồng mà Hằng đang được sống ở trong đó nó tuyệt vời như thế. Không có họ hàng gì hết, không có máu mủ ruột thịt gì hết. Nhưng mà vì sao chúng ta cảm thấy hạnh phúc? Vì chúng ta có những cái good relationship ha. Những cái mối quan hệ nó cực kỳ tốt đẹp. Và chúng ta cảm thấy mình có giá trị ở trong cái cộng đồng đó, là cái cuộc sống của chúng ta rất là hạnh phúc. Thì Hằng chỉ Hằng cũng không giỏi anh văn đâu ha, Hằng chỉ giải thích sơ sơ về cái ý nghĩa của cái đoạn văn này cho các bạn nghe ha. Thì người ta nói là cái cuộc nghiên cứu này nó kéo dài rất lâu rồi, 75 năm, nó còn trải qua cả một cuộc chiến tranh nữa. Họ có hai nhóm người, một nhóm người là từ Đại học Harvard, những sinh viên bắt đầu từ năm 2 của đại học, và một nhóm người là những cái em bé, những trẻ em nghèo khổ ở khu phố của Boston. Và họ nghiên cứu trong một khoảng thời gian rất là dài, ngay cả khi những cái người mà tham gia trước đó, 725 người đàn ông trong cái cuộc nghiên cứu này, thì họ có thể là chết chiến tranh rồi chết bệnh tật, có rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiến hành cái cuộc nghiên cứu này, bởi vì rất nhiều người tham gia nghiên cứu họ cũng qua đời, họ cũng từ bỏ công việc sau hơn một thập kỷ, và những cái người còn lại họ đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều, bởi vì cái nguồn ngân sách cho cái cuộc nghiên cứu này nó cũng lúc có lúc không, gọi là nó không có đầy đủ hoàn toàn, nhưng mà họ đã kéo dài được cái cuộc nghiên cứu này, và đến nay là có những người đã 90 tuổi. Cứ mỗi 2 năm họ lại nhận được một cái bản để mà check những cái câu hỏi báo cáo, mà không chỉ dừng ở đó, họ scan não, họ đi khám sức khỏe, họ trò chuyện với những người con cháu sau này, họ nói chuyện với những người vợ, họ quay những cái video clip về cuộc sống của những cái người mà trong cái cuộc khảo sát này, để họ rút ra cái điều gì. Có rất nhiều người muốn thành công, có rất nhiều người cuộc sống tốt lên, có rất nhiều người giàu lên, nhưng cũng có nhiều người từ cái đỉnh cao cuộc sống rơi xuống vực. Ở trong đó có một người trở thành tổng thống Mỹ. Và qua tất cả cái nghiên cứu đó, chỉ để rút ra một cái điều duy nhất, đó là những mối quan hệ tốt sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Thì cái lời đầu tiên mà gửi đến cái buổi học hôm nay
là nếu như ngày hôm nay bạn có một ngày không vui, nếu như ngày hôm nay bạn có một ngày không được hài lòng, không được như ý, thì bạn đang ngồi đây, những cái người mà đang ngồi ở đây, 229 người đang ngồi ở đây, hãy tin tưởng rằng mình đang ở trong một cái cộng đồng thực sự thương yêu nhau, thực sự muốn hỗ trợ nhau, và bạn phải cảm thấy hạnh phúc ngay từ giây phút này. Không biết là các bạn có cảm nhận cái điều đó sâu sắc giống như Hằng hay không, nhưng mà khi mà anh Vũ anh trả lời tin nhắn của Hằng, Hằng là anh nó mới thức, còn bé Vy thì liên tục cứ gõ chữ là nhiều khi Hằng muốn khóc luôn á, tại vì không có thân đâu, không có phải là người thân đâu, không có máu mủ ruột rà gì. Giúp cũng được mà không giúp cũng được các bạn, nhưng mà tại sao họ lại nỗ lực vì mình như thế, mà không phải chỉ có anh Vũ, chỉ có Vy, mà sẽ là tất cả các bạn trong lớp, của cái lớp cấp 1, của cái lớp cấp 2. Hằng đã được sống trong một cái cộng đồng như thế gần 2 năm nay, rất là hạnh phúc, rất là muốn chia sẻ với mọi người những cảm xúc đó. Và giống như là Thư Candy có nói ha, cái sự hiểu biết nó cũng chỉ là một phần thôi. Tại sao những người ở Boston thì họ cứ hỏi là tại sao mà anh cứ hỏi về cuộc đời tôi hoài, cứ 2 năm hỏi lần vậy, cuộc đời tôi nó đâu có thú vị đến thế đâu. Nhưng mà những người ở đại học Harvard thì họ không bao giờ hỏi câu đó. Đó là sự khác biệt về kiến thức. Nhưng tụ chung lại, cả kiến thức, cả sức khỏe, cả năng lượng, tất cả mọi thứ đều mà làm cho cuộc sống mình, đều làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, đó là nhờ những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh chúng ta, với vợ chồng, con cái, với cái cộng đồng mà mình đang sống trong đó. Đó là cái lời mở đầu cho cái buổi học hôm nay. Và để có những cái mối quan hệ tốt thì như các bạn biết, không thể nào mà không nói đến cảm xúc. Tại vì cảm xúc nó xảy ra liên tục trong chúng ta, trong 24 giờ chúng ta sống. Chỉ trừ những lúc chúng ta ngủ, đôi lúc còn mang cả cái cảm xúc vào trước khi mình đi ngủ, hay là vừa mới thức dậy đã có cảm xúc rồi. Thì để tạo ra những mối quan hệ tốt thì cần cái điều gì? Thứ nhất là cần bạn ý thức được cái cảm xúc của bản thân bạn. Thứ hai là bạn phải quản trị được những cảm xúc đó. Thứ ba là bạn biết cách để thay đổi những cái cảm xúc tiêu cực của bạn thành tích cực. Thứ tư là bạn làm ảnh hưởng, bạn hiểu được cái cảm xúc của người đối diện. Và thứ năm á, là bạn có thể làm ảnh hưởng họ, làm thay đổi họ. Chỉ có như thế thì cuộc sống của bạn nó mới có những cái mối quan hệ tốt đẹp thôi. Rồi. Đầu tiên Hằng sẽ chia sẻ cảm xúc là gì. Chị sẽ nhắc lại, mấy bạn đừng có lo ha, chị mà nói nhanh thì chị sẽ nhắc lại, tại vì đó là ý chính của cái bài hôm nay. Và chị sẽ đi rất là chậm, bởi vì cái bài nó quá nhiều kiến thức đi, thì chị sẽ đi rất là chậm về những cái kiến thức cơ bản thôi. Còn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì phải đi học cái lớp từng tập về cảm xúc thì mới đầy đủ được ha. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cảm xúc. Cảm xúc nó là cái phản ứng, là sự rung động của chúng ta trước những cái tác động có yếu tố ngoại cảnh. Ở đây nó là một cái định nghĩa ngắn gọn ha. Cảm xúc là cái phản ứng của mình, là sự rung động của mình trước những cái tác động của yếu tố ngoại cảnh. Như là chúng ta nghe được một câu gì đó, như là chúng ta thấy được một cảnh vật gì đó, chúng ta sờ vào được một cái vật gì đó có cái cảm giác. Chúng ta nghĩ đến một cái điều gì đó. Đó, tất cả những cái giác quan, những cái thứ đó nó tác động lên cái cảm xúc của chúng ta. Và từ cái cảm xúc đó chúng ta sẽ có cái sự phân tích trong não bộ của mình, ta suy nghĩ và chúng ta đưa ra những cái hành vi tương ứng. Đúng không? Đôi lúc chỉ vì một câu nói mà làm ta giận điên, đôi lúc chỉ vì một câu nói mà ta nghe ta thương đứt ruột. Rồi đôi lúc chỉ vì thấy một cái hành động mà chúng ta rơi nước mắt, hoặc là đôi lúc chỉ vì thấy một cái hành động mà chúng ta có thể cầm dao giết người. Đó là những cái cảm xúc nó đến phụ thuộc vào những cái yếu tố mà nó tác động ngoại cảnh, nó tác động đến chúng ta. Nó do cái những cái quan niệm trong não bộ của chúng ta, nó sẽ xử lý ta, tạo cho chúng ta những cái cảm xúc, những cái ý muốn là muốn đưa ra cái hành vi gì tương ứng với cái cảm xúc mà mình đang có trong lòng ha. Vui, buồn, giận, sợ hãi. Và năm cái bậc cảm xúc lúc nãy Hằng nói thì xin phép được nhắc lại, đó là bậc 1. Đó là ý thức về cảm xúc của bản thân. Bậc 2, đó là quản lý cảm xúc bản thân.
Bậc ba đó là thay đổi cảm xúc của bản thân. Thì theo cái nhận định á, thì thật ra khi mà bạn đã đạt đến bước ba là bạn thay đổi được cảm xúc của bản thân mình, thì tại cái thời điểm đó, cái gọi là cái trình độ đó, thì bạn đã trở thành một người điềm tĩnh tự tại rồi, bạn là một người lạc quan yêu đời rồi, bạn là một người chân thành rồi, và bạn là một người có hiệu suất lao động ổn định. Khi bạn đạt đến được cái bậc ba của cảm xúc, ý thức được cảm xúc của mình, quản lý được cảm xúc của mình và thay đổi được cảm xúc của mình, thì bạn đã trở nên một người rất là tốt rồi, khá là tốt rồi, có thể điềm tĩnh tự tại, có thể lạc quan yêu đời, là một người sống rất là chân thành và có cái hiệu suất lao động ổn định. Tiếp theo, ở một mức cao hơn, bậc 4, đó là bạn đọc được cảm xúc của người khác, và bậc 5 là thay đổi cảm xúc của người khác. Thì khi mà bạn đạt được cái bậc 5 này, thì thành công trong cuộc sống sẽ đến với bạn. Bạn sẽ được nhiều người mến mộ, yêu mến, và bạn cảm thấy rất là tự tin trong cuộc sống của mình. Đó là khi bạn đạt được đến cái bậc 5. Bởi vì sao? Bởi vì theo nghiên cứu, cái chỉ số thông minh IQ á, thì nó chỉ góp 20% cho thành công trong cuộc sống của chúng ta thôi. Nhưng mà cái chỉ số EQ là chỉ số về cảm xúc, nó đóng góp 60-80% trong cái sự thành công trong công việc. Và bạn khi mà bạn nắm giữ ở những cái vị trí càng cao trong công việc, thì cái EQ nó đối với bạn nó càng quan trọng hơn, cái trí khôn cảm xúc nó đối với bạn càng quan trọng hơn. Các bạn nào hỏi bậc 4, bậc 5, bậc 4 là mình đọc cảm xúc của người khác, bậc 5 là mình có thể thay đổi cảm xúc của người khác. Trí khôn cảm xúc EQ, cảm ơn Thùy Dương. Và bật mí với các bạn một cái chi tiết khá là thú vị. Khi mà lớp Hằng học cái bài mà trí khôn cảm xúc với nhau, và có làm cái bài test lẫn nhau, thì các bạn có biết chị Biên, sư phụ của Hằng và cũng là gọi là idol của các bạn đó, có bậc 5 cảm xúc 100 điểm. Có bậc 5 cảm xúc 100 điểm, đó là điều rất là hiếm hoi. Cái bậc 1 100 điểm Hằng đã thấy có, cái bậc 4 100 điểm Hằng đã thấy có, và cũng tương đối khá nhiều bạn có. Nhưng mà cái bậc 5 thì duy nhất chỉ có chị Biên là Hằng thấy cái khảo sát và có. Thì cái khảo sát của Hằng cũng không có dám nói là nhiều, chắc là nhiều lắm chứ làm chắc khoảng được một chừng 100 người thôi, từ các học viên đã tham gia lớp học và từ các bạn gửi về cho Hằng để Hằng trắc nghiệm. Nhưng mà duy nhất chỉ có chị Biên là được 100 điểm. Đó là cái khả năng thay đổi cảm xúc của người khác của chị. Nó rất là xuất thần. Nó rất là xuất thần. Và chị cũng chia sẻ là khi mà chị chia sẻ cái kiến thức với nhiều bạn, hoặc là chị tư vấn cho nhiều bạn, rất là nhiều người nói là bị ảnh hưởng bởi chị. Cảm nhận rõ rệt là bị ảnh hưởng bởi chị. Sẽ thay đổi bởi vì là muốn cái hình tượng giống chị. Đó là thể hiện cái bậc 5. Mình có thể khiến người khác thay đổi cảm xúc, khiến người khác muốn thay đổi chính họ để cho nó hoàn thiện hơn. Rất là đặc biệt. Cái này nó thứ nhất là nó là một cái sự rèn luyện đó. Bạn thấy chị Biên rèn luyện không ngừng nghỉ. Cái sự ham học hỏi của chị Biên rất là đáng ngưỡng mộ. Nó là một cái sự rèn luyện, và nó đâu đó anh cũng thấy ở đó nó là một cái sự thiên phú. Họ có một cái sự nhạy cảm nhất định đối với cái cảm xúc của người khác. Thì mình thì mình không có yêu cầu cao như vậy, nhưng mà ít nhất mình cũng phải quản trị được cái cảm xúc của mình. Mình cũng phải biết cách làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn, vui tươi hơn, để gần người khác một cách dễ dàng hơn, đúng không các bạn? Tâm sự một chút xíu. Như vậy ha. Rồi, cái bài hôm nay sẽ đi vào bốn cái cảm xúc chính, bốn cái cảm xúc sơ cấp. Có rất nhiều cảm xúc thứ cấp, nhưng có bốn cái cảm xúc sơ cấp, đồng thời kèm theo đó là bốn cái khuynh hướng cảm xúc. Nhưng mà Hằng sẽ không chia sẻ bởi vì nó hơi khó hiểu và nó mất khá là nhiều thời gian để mà giải thích cho các bạn, rất là tiếc. Khi mà soạn cái bài này thật sự rất là tiếc, bởi vì cứ cảm giác là không có đủ, nó không có được thoải mái như cái bài hôm qua Hằng chia sẻ. Nhưng mà được đến đâu thì các bạn đón nhận đến đó giúp Hằng ha. Coi như là mình hoan hỷ đón nhận đến đó, rồi mình sẽ tìm hiểu thêm.
ham quá nhiều khi nó không có được gì hết. Đó là cái cảm nhận của Hằng. Rồi cảm xúc đầu tiên mà Hằng muốn chia sẻ với các bạn đó là cái cảm xúc sợ. Tại sao lại đưa cái cảm xúc sợ lên là cái cảm xúc đầu tiên? Bởi vì người ta nói cái cảm xúc sợ á, nó là cái cội rễ của tất cả các cảm xúc. Nó là cái cảm xúc khởi nguồn của tất cả các cảm xúc. Bạn sinh ra đời, cái điều đầu tiên đến với bạn đó chính là nỗi sợ. Nỗi sợ phải rời xa cái sự ấp ủ trong cái bọc mà mẹ mình đã nuôi mình ở trong bụng. Khi mà bạn đẻ ra ngoài, bạn ra ngoài bạn tiếp xúc với môi trường, thì đó, cái cảm giác sợ là cái cảm giác đến đầu tiên với bạn. Bé lọt ra khỏi bụng, bé giật mình, bé bất ngờ, bé khóc. Bé khóc để cho mọi cái bộ phận ở trong cơ thể bé nó được hoạt động. Tim, phổi, khối óc tống nước ối ra ngoài. Rồi van tim nó bắt đầu nó co hẹp lại, nó khích lại, để bắt đầu cho cái hoạt động là tự vận chuyển máu. Thì sợ nó là một cái cảm xúc bản năng nha. Sợ là một cảm xúc bản năng. Cuộc sống của mình á, mình tồn tại được là do mình biết sợ các bạn. Cái cảm xúc này nó liên quan đến sự sống còn của mình. Rồi. Đó là chia sẻ một chút xíu. Rồi, cảm xúc sợ này, sợ là cảm xúc khi bản thân bạn cảm nhận được cái sự hiện diện của một mối đe dọa. Có đúng không nè? Khi mà có một cái sự bất bên, có một cái yếu tố bất ngờ, nguy hiểm sắp đến hoặc đang đến mà bản thân mình không có kiểm soát được, thì trong lòng mình sẽ dâng lên cái nỗi sợ hãi. Bài hôm nay nó hơi nhiều lý thuyết, các bạn cố gắng nha. Hằng cũng muốn chiên vào cái gì đó vui vui, nhưng mà thật sự nó toàn những cái định nghĩa mà mình cần hiểu rõ, nên là các bạn cố gắng ha. Khi mà bạn thấy có mối đe dọa, ví dụ đi ở ngoài đường từ đằng xa, không biết nó là cái khúc cây hay là cái con rắn, mình thấy nó ngoằn ngoèo, mình thấy nó đen, mình thấy nó nằm im ở đó, thì cảm xúc đầu tiên đến với mình là gì? Sợ trước đã. Sợ khiến cho chúng ta làm gì? Sợ khiến cho chúng ta lùi lại, đứng lại, dừng lại, quan sát, không tiếp tục bước nữa. Nếu nó là khúc cây, nếu mà mình khi mà mình sau khi mà mình dừng lại, mình quan sát kỹ, mình nhận định nó là khúc cây, không có mối nguy hiểm nào, thì chúng ta bước tiếp. Còn nếu nó là con rắn thì sao? Lập tức quay lưng và bỏ chạy, đúng không? Thì sợ nó là cái cảm xúc giúp cho mình tồn tại, nó là cái bản năng của mình á. Nhà em có con rắn ngoài vườn sợ lắm. Đó là cái cảm giác của Hằng cũng còn nhỏ, Hằng thấy con rắn mà Hằng chạy mà mặt không có một chút máu nào, xanh lè xanh lét nha. Thì lúc đó bạn thấy không, cái nỗi sợ nó có lợi ích chứ nó không có phải là những cái nguy hại không ha. Nó sẽ đặt cho bản thân mình á, khi mà mình sợ, mình đặt bản thân mình vào cái trạng thái là lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, và mình luôn luôn phải quyết đoán rất là nhanh trong cái lúc mình sợ, là với cái tình huống đó mình chiến đấu hay là mình chạy trốn. Có đúng không các bạn? Ừ. Cái cảm giác sợ này nó giúp cho bạn nhận diện, phân tích rất nhanh và hết sức tập trung vào cái mối đe dọa mình. Rồi, nó giúp cho mình đưa ra các giải pháp dự phòng một cách nhanh chóng. Mình nghĩ ngay lập tức là mình chạy về hướng nào, mình chạy về sau lưng thì có dễ chạy không, hay là mình chạy ra đường cái, hay là mình chạy xuống hồ, hay là mình nhảy xuống hồ. À đó, mình nó giúp mình đưa ra các giải pháp dự phòng ha. Và ở đây khi mà bạn ứng dụng cái cảm giác sợ này vào cái công việc, vào cái đời sống, thì khi mà bạn làm công tác kinh doanh, bạn sợ gì? Bạn sợ thua lỗ, bạn sợ làm không có thành công, thì sao? Thì bạn phải nghĩ ra nhiều phương án cho cái dự án của bạn. Tôi làm như vậy nè, nếu mà nó tốt thì tôi sẽ làm tiếp như vậy, còn nếu mà nó không tốt, mà nó không tốt ở mức A, tôi sẽ chuyển hướng sang như thế này, mà nó không tốt, nó tệ ơi là tệ, nó ở mức B, tôi sẽ làm như thế này. Có đúng không? Khi mà các bạn sợ, khi mà bạn có những cái mối lo, thì bạn làm cái công tác này, người ta gọi là công tác quản trị rủi ro các bạn. Đó là lợi ích của cái nỗi sợ hãi. À, chiến đấu hay là bỏ chạy, Hằng có nói ha. Và cái nỗi sợ ở cuộc sống của mình, nếu mà đi sâu hơn nữa thì nó sẽ có hai nỗi sợ. Một cái nỗi sợ hữu hình và một cái nỗi sợ vô hình.
cái nỗi sợ hữu hình là những cái gì mà chúng ta thấy được, chúng ta sẽ nhận biết được. Còn những cái sợ vô hình là cái gì? Là chúng ta sợ ma. Ma có thấy không? Rất nhiều người sợ. Rất nhiều người sợ ma. Rất nhiều người sợ mất mặt. Rất nhiều người sợ mất thể diện. Rất nhiều người sợ mất danh dự. Những cái thứ đó có thấy không? Không thấy, nhưng mà nó gây cho chúng ta một cái nỗi sợ vô hình. Rồi, đến tác hại của cái sợ, đó là lợi ích của cái sợ ha. Nó giúp chúng ta quản trị rủi ro. Đó là cái bản năng sinh tồn của mình. Nó đặt cái bản thân mình vào cái trạng thái hoàn toàn tập trung để mà chiến đấu. Nó giúp mình đưa ra những cái quyết định rất là nhanh chóng. Chiến đấu hay là chạy. Nó giúp mình đưa ra cái giải pháp dự phòng. Nhưng mà cái tác hại của nó là gì? Khi chúng ta để thì chúng ta ở trong cái tình trạng sợ kéo dài thì chúng ta sẽ rất là căng thẳng. Đây chính là nguyên nhân tạo ra stress. Làm ăn sợ thua lỗ. Làm mở cửa hàng ra 3 tháng, hết 2 tháng là lo sợ thua lỗ rồi. Là căng thẳng. Lúc nào cũng căng thẳng hết. Và khi mà chúng ta chỉ tập trung vào cái mối đe dọa đó thì chúng ta không còn đầu óc đâu để mà tập trung vào những cái vấn đề khác. Và chúng ta không có còn sáng suốt để sắp xếp, hoặc là sáng suốt để nhìn cái cục diện một cách toàn cục, mà chúng ta chỉ tập trung vào cái vấn đề mà chúng ta đang sợ thôi. Các bạn có thấy không? Hằng ví dụ, các bạn sợ mất chồng. Nỗi sợ vô hình. Các bạn sợ mất chồng, nỗi sợ vô hình. Và các bạn đặt cái nỗi sợ đó vào đâu? Đặt vào người thứ ba. Các bạn đặt toàn bộ cái sự tập trung của các bạn vào đó. Và các bạn cứ soi mói xem là cô ấy là ai, làm gì, ở đâu, liên lạc với chồng mình bằng cách nào, họ gặp nhau bao nhiêu ngày trong tuần, họ gặp nhau vào những giờ nào, họ nói với nhau những gì, anh ta cho cô ta những gì, mối quan hệ của họ tới đâu rồi, có con chưa, có bầu chưa, hay là tất cả những thứ liên quan đến cô gái đó. Mà bạn quên là bạn đang có một gia đình, cái toàn cục của bạn, bạn bị bỏ mất. Bạn quên là bạn đang có một gia đình cần xây dựng, nó có vết rạn rồi. Cái việc của mình không phải là đi quan sát cô gái đó. Cái việc của mình là làm lại cho cái, làm liền là cái vết rạn nứt trong cái hạnh phúc của mình. Cái nhiệm vụ của mình là xem con mình có học hành được hay không, là mình có dành thời gian cho con mình hay không, mình có để ý tới bố mẹ mình hay không, mình có chăm sóc bố mẹ chồng hay không, mình có chăm sóc đến bản thân mình hay không. Đó là mối nguy của nỗi sợ hãi. Khi mà liên hệ nó vào những cái cuộc sống của mình, các bạn sẽ thấy và các bạn phải phân tích ra một cách rõ ràng. Mình đang sợ cái gì vậy? Mình có đang bỏ lỡ cái nhìn toàn cục hay không? Mình có đang quá tập trung vào cái nỗi sợ vô hình hay không? Bạn không thể sáng tạo khi mà bạn sợ. Bạn không thể nghĩ ra cái gì hay hơn ngoài những cái biện pháp là tránh né, dự phòng hết. Nó giống như là đá bóng đó. Mình chỉ lo phòng thủ mà không lo tấn công đó. Mình quên mất tấn công. Nỗi sợ hữu hình. Nỗi sợ vô hình là những cái sợ không thấy. Nỗi sợ hữu hình là ví dụ như sợ rắn, sợ tai nạn xe. Những cái đó là nỗi sợ hữu hình. Sợ thua lỗ, sợ mất tài sản. Những cái đó là nỗi sợ hữu hình nha em. Rồi, vì vậy khi mà sợ vô hình đó, nó không dựa trên một cái thực tế thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Dừng ở đây một chút, các bạn theo kịp. Thanh Thảo gật đầu ha. Kịp rồi, cảm ơn các bạn. Và tiếp theo là Hằng đưa ra phương án làm sao để hết sợ. Tại vì những cái phần chia sẻ này nó toàn những định nghĩa thôi, nên Hằng sẽ cố gắng nói chậm. Hằng cũng hay có thói quen nói nhanh. Và hôm qua Hằng nghe lại cái bài Hằng chia sẻ thì Hằng hay nói bị lên giọng xuống giọng đó. Lúc to lúc nhỏ các bạn nghe sẽ có thể là bị ngắt quãng. Hằng rút kinh nghiệm hôm nay Hằng cố gắng hơn một chút, mà có thể là nó sẽ không được tốt lắm, nhưng mà Hằng sẽ cố gắng nha. Hôm qua Hằng nói kiểu như nó đưa nhiều cái cảm xúc của mình vào á, nó cứ lên giọng xuống giọng, sợ các bạn nghe không có rõ. Và cái nỗi sợ rất là lớn trong con người á
là nỗi sợ bị bỏ rơi, bị không được yêu thương, bị không được để ý. Những cái nỗi sợ này làm cho chúng ta rất là nhạy cảm. Chúng ta luôn muốn chứng tỏ là mình có giá trị trong các mối quan hệ. Và để mà chống lại cái nỗi sợ này á, thì mình thường trở nên rất là ngoan cố. Sợ bị bỏ mà cứ ngoan cố theo đuổi, sợ bị người ta coi thường, ngoan cố chứng tỏ. Và chính những cái điều mà chúng ta ngoan cố để thể hiện, để chứng minh đó, để níu kéo đó, nó làm hư các cái mối quan hệ. Good relationship không xuất hiện ở đây, đúng không? Và để tháo gỡ cái nỗi sợ bị chối bỏ ha, nó là cả một cái quá trình suy nghĩ, hiểu được là mình nên làm cái gì cho mối quan hệ này, mà nó là kiến thức của những cái buổi học mà trong cái hành trình 21 ngày mình làm cái gì cho mối quan hệ mình tốt, những cái tư duy mà mình đem đến trong mối quan hệ với lại người thân, với lại đồng nghiệp, với lại bạn bè, với lại những cái người mà làm ăn. Và ở đó nó có luôn cái phần là bạn yêu thương bản thân, nhớ không? Bạn yêu thương bản thân, bạn biết giá trị của bản thân mình để bạn không phải cố gắng chứng tỏ. Còn với nỗi sợ, với những nỗi sợ mà chúng ta hữu hình, những nỗi sợ mà chúng ta có cái cách như thế này, là chúng ta đánh giá cái mức độ tiêu cực của nỗi sợ. Em sợ em không có tiền. Đây, chị lấy luôn cái ví dụ của Kiều Tiên. Em sợ em không có tiền, làm cái ví dụ nha. Đánh giá lại mức độ tiêu cực. Bạn suy nghĩ xem nếu bạn không có tiền thì bạn sẽ như thế nào ha. Thì hằng ví dụ cho các bạn thấy, từ năm chúng ta 1 tuổi, từ năm chúng ta 0 tuổi sinh ra cho đến năm ít nhất là năm 18 tuổi, chúng ta đều không có tiền. Chúng ta sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Hằng đang nói cái cuộc sống ở Việt Nam. Có thể các bạn ở nước ngoài sẽ đi làm thêm sớm hơn, có cái thu nhập sớm hơn, nhưng đa số chúng ta vẫn là không có tiền, đúng không các bạn? Và chúng ta có sống được không? Sống được. Nhờ đâu? Nhờ cái sự đùm bọc của gia đình. Vậy thì có phải mối quan hệ tốt khiến cho cuộc sống bạn nó dễ thở hơn, đúng không? Và đến lúc mà bạn đi làm, nếu mà bạn bảo bạn sợ bạn không có tiền thì nó cũng không hoàn toàn là không có tiền, chỉ là sợ không đủ tiền thôi, đúng không? Thì cái nỗi sợ này bạn có kiểm soát được không? Bạn viết ra nha, em không có đủ tiền để làm những cái việc gì. Ít nhất là nếu không đủ tiền cho những cái nhu cầu thiết yếu của bản thân, ăn uống ngủ nghỉ, thì cách đầu tiên là bạn phải tìm thêm một cái công việc thứ hai, đúng không? Rồi cách thứ hai là bạn nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Cách thứ ba là bạn nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè. Nói chung là mình tìm đủ mọi cách để mình giải quyết cái vấn đề của mình thì mình bớt sợ không? Có bớt sợ. Nếu mà không tìm được việc làm ngay từ tháng thứ nhất, tháng thứ hai thì mình có thể nhờ sự hỗ trợ của mọi nơi. Đó, mình đánh giá lại cái mức độ tiêu cực của vấn đề là tôi sợ tôi không có tiền. Nó có đáng sợ đến như vậy không? Rồi, cái thứ hai mà Hằng nói là mình nhờ sự hỗ trợ của gia đình, của bạn bè hay là của những cái mối quen biết, những cái mối làm ăn mà mình đã từng có ha, là chính là ở cái bước mà mình kiểm soát vấn đề. Mình phải liệt kê ra cách giải quyết, làm sao để tôi có đủ thu nhập để cho những cái yêu cầu cơ bản cuộc sống tôi. Rồi sau đó nếu mà thấy những cái yêu cầu cơ bản cuộc sống mình hoàn toàn có thể thỏa mãn được thì nỗi sợ đó đến từ đâu? Đến từ việc là bạn sợ là bạn không bằng bạn, bằng bè. Bạn sợ bạn không có được hưởng những cái thú vui, những cái vật dụng xa hoa ở ngoài kia, không được giống như những người ta, gọi là không được giống như con nhà người ta. Thì cái nỗi sợ đó nó có hợp lý hay không? Và khi mà bạn liệt kê ra từng cái gạch đầu dòng cho cái nỗi sợ của mình, và mình bắt đầu lên cái kế hoạch hành động để mà kiểm soát nó, là bạn đã bắt đầu hết sợ nó rồi. Rồi, Thúy Đặng, một cái tình huống thứ hai, chị làm như vậy là rất kỹ với các bạn ha.
Một cái tình huống thứ hai, Thúy Đặng có nói là sợ bị chồng bỏ rơi. Tại sao lại sợ bị chồng bỏ rơi? Ở trong cái sợ bị chồng bỏ rơi này, thì thứ nhất là nó có cái nỗi sợ bị ruồng bỏ. Nó bao gồm cái nỗi sợ vô hình và cái nỗi sợ hữu hình. Ở đây là bạn có thể là nếu mà bạn không có thu nhập, không có tiền nuôi con, đúng không các bạn? Thì bạn sợ. Thì với cái nỗi sợ vô hình, như chị nói, thì cần đưa cái tư duy vào nè. Mình sợ bị bỏ rơi vì sao? Mình không có thấy giá trị của mình hả? Mình không có thấy giá trị của mình trong cái cuộc sống này. Mình sợ là mình không có giá trị với bất kỳ ai. Hay là mình sợ bố mẹ mình buồn hay là như thế nào đó. Mình phải có những cái tư duy, mình tách những cái nỗi sợ ra. Mình giải quyết từng vấn đề một. Không có chồng thì sao chứ? Không có chồng, bạn còn công việc, bạn còn đồng nghiệp, bạn còn bố mẹ, bạn còn con cái, bạn còn bạn bè. Và cái tình trạng không có chồng, nó chỉ có phải là tình trạng tạm thời hay không? Nó có kéo dài mãi mãi hay không? Mà bạn phải sợ để giải quyết cho nỗi sợ vô hình. Còn để giải quyết cho nỗi sợ hữu hình thì là sợ không có tiền. Thì quay ngược lại cái tình huống lúc nãy chị cũng phân tích. Chị vừa mới thấy có một cái câu hỏi gửi đến phân biệt nỗi sợ hữu hình và nỗi sợ vô hình, không biết là Thương Huyền có gửi cái câu hỏi nó đến chậm không, nãy giờ chị đang phân tích đó. Cái nỗi sợ vô hình là những cái mà không nhìn thấy được, sợ bị bỏ rơi nè, sợ bị tổn thương nè, sợ bị bỏ rơi nè, sợ bị tổn thương nè, sợ mất danh dự nè, sợ mất tiếng tăm nè. Ví dụ những cái đó là nỗi sợ vô hình. Sợ ma này là nỗi sợ vô hình, không có thấy được nhưng mà tự nhiên mình cứ sợ. Còn những nỗi sợ hữu hình là mình thấy mình rõ ràng mình mất đi cái gì đó. Sợ tai nạn đó là bạn sợ mất đi sức khỏe, sợ mất đi nhà cửa, sợ bị rắn cắn, sợ bị ong đốt. Những cái nỗi sợ đó nó hữu hình, nó tổn hại đến bản thân mình. Sợ bị phá sản, không có tiền là nỗi sợ hữu hình. Sợ bị tai nạn thì giữ xử lý sao? Phải cẩn thận hơn. Nó nhắc nhở mình để sinh tồn. Phải cẩn thận hơn, đi chậm hơn, chú ý mọi người hơn. Lựa chọn cái phương pháp nào, cái phương tiện nào mà mình cảm thấy an toàn nhất. Cái làn đường nào mà mình thấy an toàn nhất. Đúng không? Để kiểm tra cái nỗi sợ của mình. Em cẩn thận mà người ta đi ẩu. Thì mình càng phải cẩn thận hơn. Vậy thôi. Ý là mình chỉ giải quyết cái phần nỗi sợ của mình thôi. Đúng không? Làm sao để không sợ ong đốt? Cứ có chỗ nào mà có ong thì tránh xa nó ra giùm chị. Muốn có mật ong thì chỉ đi mua thôi chứ không được đi lấy là sẽ không bị ong đốt. Rồi, tiếp theo đến cái cảm xúc thứ hai. Đó là giận. Sợ sâu. Với những cái ví dụ như là sợ sâu hoặc là sợ những cái con vật gì mà mềm mềm đó các bạn, thì có cái phương cách là bạn phải rèn luyện nha. Bạn phải rèn luyện là ví dụ như bạn thử chạm vào nó một lần, nhiều lần và bạn sẽ quen và bạn sẽ không sợ nữa. Cái này là nói chung là vượt qua cái nỗi sợ hãi cá nhân thôi, nó chỉ là thiểu số thôi, nó không phải đa số. Và cái này nó giống như là tập làm quen á, chứ không có gì phải để nó thành một cái trở ngại đối với mình. Đó, theo chị là như vậy. Còn không thì thật ra sợ sâu cũng không có phải là đáng kể trong cái cuộc sống. Cái vấn đề mà sợ sâu mình xử lý được. Rồi, tiếp theo là cái cảm giác giận. Giận nó là cảm xúc khi bản thân cảm nhận cái sự bất công hoặc sai trái và một ai đó cần phải bị trừng phạt. Nếu mà bạn nào theo dõi chị Biên thì chị Biên nói rất kỹ về cái cảm xúc giận này. Ở đây nó có cái sự liên hệ giữa sợ và giận. Là nếu như bạn sợ mà bạn không làm gì, nếu như mà bạn sợ mà bạn giữ trạng thái sợ đó mà bạn không giải quyết nó mà không làm gì, thì từ cái sợ bạn sẽ chuyển sang giận. Một vài cái trường hợp ví dụ.
cũng không, nó không có hoàn toàn là 100%, nhưng mà có một vài cái ví dụ để các bạn dễ liên tưởng. Bạn sợ mất chồng, bạn sợ cái cô người yêu của anh á cướp anh ấy đi mất, mà bạn không làm gì hết, bạn không làm gì được hết, bạn không giải quyết được, thì có phải sau một thời gian bạn trở nên bạn đâm, bạn giận, bạn ghét cái cô này không? Đó là cái ví dụ thứ nhất. Và cái ví dụ thứ hai là những cái đứa trẻ mà đi học mà bị gọi là bị trấn lột. Các bạn có xem nhiều phim mà thấy có những đứa trẻ bị trấn lột, cứ ngày nào cũng vào bị người khác trấn lột tiền ăn sáng, ngày nào cũng đều đặn như vậy. Nhưng mà đến một lúc mà cái người kia họ đòi nhiều hơn mà nó không có, nó chuyển sang cơn giận dữ, hoặc ngay lúc đó nó cần tiền đó để phục vụ gì đó cho điều kiện bản thân, thì nó chuyển sang giận dữ. Khi mà mình chuyển sang trạng thái giận dữ, mình phản kháng lại, thì cái nỗi sợ nó biến mất. Giống như với cái cô người thứ ba mà mình đang nhắc tới ấy, như vậy. Là bạn đầu tiên là bạn sợ, nhưng sau đó một thời gian là bạn chuyển sang bạn giận, bạn ghét, bạn hận, thì bạn không còn sợ họ nữa. Đó là từ trạng thái sợ chuyển sang trạng thái giận. Đó là cái logic mà chúng ta đi theo bài học. Ở đây cái lợi ích của việc giận là như thế nào? Khi mà chúng ta giận thì chúng ta trở thành một con người rất mạnh mẽ. Khi mà chúng ta giận, chúng ta trở thành một con người rất mạnh mẽ. Lúc này không sợ ai đó, không sợ bố con thằng nào hết đó. Xử hết. Tới đây là xử hết, đúng không? Khi mà chúng ta giận, chúng ta rất là mạnh mẽ trong cái việc là bảo vệ và nuôi dưỡng cái lòng tự trọng của mình. Cái hành động giận chính là cái hành động mà chúng ta đang bảo vệ và nuôi dưỡng cái lòng tự trọng của mình, không cho phép ai được xâm hại nó. Chúng ta vạch rõ cái ranh giới của bản thân mình, cấm người khác xâm phạm vào bằng cái hành động giận. Các bạn suy ngẫm lại xem nó có đúng hay không. Khi không cho phép ai xúc phạm mình, khi không cho phép ai tấn công mình chuyển sang cái trạng thái giận, mình phản kháng lại. Đó là lúc mình bảo vệ mình. Mình tái khẳng định cái hệ thống giá trị và niềm tin của bản thân ở cái trạng thái giận. Và giận cũng giống như sợ, nó khiến mình đưa ra quyết định rất là nhanh chóng. Đây là lợi ích nhưng cũng là cái yếu điểm khi mà bạn giận. Lợi ích là vì mình đưa ra quyết định nhanh chóng. Ví dụ nha. Ví dụ như bạn bán cho ai đó một món gì đó, bạn bán cho khách hàng một món gì đó, bạn năn nỉ níu kéo đủ kiểu khách người ta vẫn không mua. Nhưng khi mà bạn đụng đến, bạn chạm đến cái lòng tự ái người ta, ví dụ bạn chỉ cần nói một câu là trời em là em biết anh thích cái món này lắm, nhưng mà chắc là anh không đủ tiền để mua chứ gì, đúng không? Bạn nói như vậy thôi, bạn chạm đến cái tự ái người ta, người ta lập tức bảo cô nói gì, cô nói là tôi không đủ tiền mua, tôi mua ba cái cho cô biết mà. Bạn đưa ra quyết định rất nhanh trong lúc bạn giận, để làm gì? Để chứng tỏ mình, để bảo vệ cái tự tôn của mình, đúng không? Rồi trong lúc mà bạn đưa đơn ly dị, dùng dằn mãi không có ký, chồng đưa vợ không ký hoặc là vợ đưa chồng không ký, nhưng mà trong một cuộc nói nặng nhau, vợ hoặc chồng làm cho nhau giận, nói, cô đưa đơn này tôi ký cho. Đó có phải là hành động chúng ta làm khi chúng ta giận? Cù cưa mãi mấy tháng trời không đưa ra quyết định, nhưng chỉ vì chúng ta giận lập tức là quyết định ngay và luôn tại lúc đó. Nên là phải rất cẩn thận với cái cảm xúc giận này. Rồi, cái tác hại đi kèm với những cái lợi ích thì sẽ có những cái tác hại. Khi mà chúng ta giận á, thì cái năng lượng của mình tỏa ra khiến cho mọi người họ cảm thấy đó là một mối nguy, và họ sẽ tránh xa mình chắc chắn rồi. Nhìn cái mặt giận là biết liền, nhìn cái mặt đang bực bội khó chịu nóng giận là người khác lập tức họ xa mình liền, không có ai mà dám đụng tới mình, không ai mẻ mà hỏi tới mình hết, trừ những cái trường hợp bất khả kháng là mình đang tạo khoảng cách
giữa mình và những người xung quanh. Bởi vậy người hay cáu giận thì làm sao có cái mối quan hệ tốt được, đúng không các bạn? Có những người cái tính họ sao mà nó nóng, thấy cái gì cũng khó chịu một mình, thấy cái gì cũng dễ giận. Bạn chịu khó ra ngoài và quan sát, giống như là hàng làm ở ngân hàng thì nó cũng là một cái môi trường để mình dễ quan sát được nhiều người. Có những cái người khách hàng lạ lắm, chú đến ngân hàng 3 lần thì lần nào cũng thấy cáu hết, lần nào cũng thấy giận, và gần như là tụi hàng quen á, mặc định luôn, à chú có cái tính chú như vậy, giống như người chú không có lúc nào mà thấy thoải mái hết, vô là đã thấy cái sự khó chịu trong người của chú nó tỏa ra rồi. Là làm sao mà mình có thể thân thiện được với chú? Mình sẽ cư xử với chú ở cái mức văn minh lịch sự cho phép, ở cái khoảng cách cho phép, mà không thể kéo gần cái khoảng cách lại được. Và khi bạn giận, cái tác hại thứ hai là bản thân bạn khó có thể nhận ra khuyết điểm hoặc là lỗi của mình. Khi mà mình giận lên, mình thấy mình đúng, tất cả mọi người đều sai, tôi là đúng, mà ai không chấp nhận tôi đúng thì tôi thể nào tôi cũng phải cho người đó một bài học. Và giận như Hà nói lúc nãy, nó gây tổn hại đến tất cả các mối quan hệ. Và cái nguy hại nữa của giận, cái nguy hại nữa của giận nó là khi mà mình giận, lúc nào mình cũng muốn cái tư tưởng mình là muốn đập phá hơn xây dựng, không thể nào muốn xây dựng, bỏ cái đó không cần bỏ, hoặc là cái đó có cần nhưng mà thiếu nó cũng không chết, bỏ, sẵn sàng bỏ, sẵn sàng mang cái tư tưởng đập phá, sẵn sàng bỏ gia đình, sẵn sàng bỏ những cái thứ mà đã từng có giá trị với mình. Đó là cái hành động mà bạn làm khi bạn giận, nó rất là nguy hại. Chị một chút cho chị dở tài liệu, nhiều quá cũng không có nhớ hết được. Tôi nhận hay không? Tôi tưởng rồi. À, nói về các cái mối quan hệ thì khi mình giận, chị Biên chia sẻ nhiều rồi nhưng mà Hằng vẫn muốn nói qua, tại vì nó là cái cốt lõi của cái cảm giác giận mà mình phải nhận biết được. Khi mà mình giận thì mình muốn ai đó bị trừng phạt, cái ý này nó rất là rõ ràng, và bạn muốn quy cái trách nhiệm về một cái đối tượng nào đó, cái đối tượng nào đó phải chịu trách nhiệm về cái việc làm cho bạn giận này. Bạn muốn ai đó phải đau khổ, phải trả giá, muốn ai đó phải ăn năn, muốn ai đó phải nhận lỗi. Đó là cái cảm giác của bạn khi mà bạn giận. Và bạn giận, bạn thường chuyển qua là bạn hung dữ, bạn thách thức, bạn làm liều, bạn thiếu suy nghĩ, bạn trả thù. Kiều Tiên, em bình luận làm chị sợ của Kiều Tiên. Trả thù đó, nghe ghê quá vậy. Rồi. Với người mà ít hung dữ thì họ thường là chọn cái cách im lặng để cho đối phương cảm thấy là khó chịu, cảm thấy bức rứt, cảm thấy phải tự ăn năn. Mình gặp cái trường hợp này rất nhiều trong trong tình huống hẹn hò hay là trong tình huống hôn nhân các bạn ha. Nhìn nhận lại mình ha. Và chúng ta có thể dễ dàng nói lời chia tay, ly dị rồi từ bỏ. Rồi ví dụ như với những cái mối quan hệ mà với ngay cả cha mẹ, con cái, thì khi mà bạn giận, bạn cũng thốt ra những cái lời nó rất là đau lòng, nó rất là tổn thương. Tao ghét mày, tao từ mày, tao hối hận vì đã sinh ra mày. Từ nay mày đừng có nhìn mặt tao nữa. Rồi tao có chết cũng không muốn mày đến thăm tao. Thách thức nhau, đe dọa nhau bằng lời nói. Và rất nhiều những cái thảm kịch buồn nó xảy ra từ đây. Rồi ví dụ như cái câu nói là ba mẹ thất vọng về con, con làm cho ba mẹ thất vọng. Nói đến cái việc này thì Hằng lại nhớ đến một cái sự kiện rất là gần đây. Là một cái bạn mà học cấp 3 Amsterdam đã nhảy lầu tự tử. Không có muốn nhắc đến những cái chuyện buồn như thế này, nhưng mà
phải chăng bạn nhận những cái năng lượng nó bị tiêu cực như vậy? Học trường em đâu có phải là dốt các bạn, học trường em nó là rất giỏi đâu, mà vì cái áp lực quá không có nhận, không có cảm nhận được cái tình yêu thương của người nhà dành cho mình đó. Rồi thường là họ sẽ cảm thấy cái giá trị bản thân mình không có, hay dẫn đến những cái tư tưởng mà nó tiêu cực như vậy, muốn quyên sinh. Rất là tiếc cho những cái trường hợp như vậy. Và thường những cái cảm xúc đó nó tích tụ từ những cơn giận của người thân. Rồi. À, có một cái kết luận cho cái cảm giác sợ và cảm giác giận là thật ra nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời một cách thoải mái thì ai mà không sợ, ai mà không có nỗi sợ, ai cũng có cái nỗi sợ của riêng mình hết. Người này sợ cái này thì người kia sợ cái kia, ai mà không giận, đúng không? Làm sao có cái sự đời hoàn toàn theo ý mình, như là vạn sự như ý, đâu có. Thì sợ với giận đây nó là một cái cảm xúc bình thường, nó không có trở thành vấn đề. Mình chấp nhận nó, mình sống với cảm xúc thì tất cả mọi việc nó đều bình thường. Chỉ khi nào những cái cảm xúc này nó trở nên một cái mức đáng báo động, bạn sợ hãi quá mức khiến bạn không dám làm gì hết, hoặc là bạn giận dỗi, bạn giận quá mức dẫn đến những cái hành vi gây tổn hại đến người khác, gây tổn hại đến bản thân mình, thì lúc đó là những cái lời cảnh báo và chúng ta phải điều chỉnh lại. Một số cách xử lý cái cơn giận. Nếu mà bạn gặp người thô lỗ, họ làm cho bạn giận, đây là một số cái tư duy nha. Bạn phải tiếp nhận vào người mình để cho mình đối mặt với nó một cách dễ dàng hơn. Giống như là cái quan điểm này, chấp nhận. Đôi lúc mình cũng phải có một cái thái độ để chấp nhận người ta như người ta làm. Nếu mà bạn cảm thấy cái người mà trong mối quan hệ với mình là người thô lỗ, thì hãy cố gắng hiểu thô lỗ là cái mặt yếu kém của người ta, để mà thông cảm, để mà giảm bớt cái cơn giận của mình xuống. Người ta thô lỗ không, nó không đúng khi bạn lấy cái thô lỗ của người khác làm nguyên nhân cho cơn giận của chính mình. Điều đó nó sẽ là không đúng. Chúng ta hay có cái kiểu đổ lỗi là tại anh á, tại anh nói như vậy mà làm tôi điên lên, tôi ký đơn luôn, đúng không? Có những lúc như vậy. Hoặc là con cái nó bảo là tại mẹ, mẹ cứ nói con hoài, con bỏ học luôn. Thì không được lấy cái mặt yếu kém của đối phương để giải thích, để làm nguyên nhân cho cái sai trái của mình. Điều đó là không đúng. Rồi, bạn giận khi mà có những cái đối xử không công bằng trong cuộc sống, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với chồng con, hay là với các mối quan hệ xung quanh mình. Thì để mà điều chỉnh cái cơn giận này thì chỉ có cách là trong tương lai của bạn, bạn sẽ phải đặt ra những cái nguyên tắc, những cái luật để tìm lại cái sự công bằng. Ví dụ như mình sẽ giận khi mà nói là anh, tại sao một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày anh ra ngoài anh chơi với bạn, 2 ngày anh về nhà anh nằm chơi game, trong khi em cũng đi làm như anh, mà em về em phải cơm nước, em phải con cái. Sẽ gây cho bạn cái cảm giác giận, giận chồng. Thì bạn phải thay đổi cái cảm giác giận này của mình bằng cách là bạn đặt ra những cái nguyên tắc, những cái luật trong gia đình của bạn để cho họ sửa đổi. Bạn tìm cách thay đổi nó đi. Rồi nếu bạn giận vì bạn quá stress, chúng ta căng thẳng quá, chúng ta mệt mỏi quá, chúng ta rất là dễ giận. Hàng quan sát mình và Hàng cũng thấy, ví dụ như ngày nào đó mà Hàng phải lau nhà từ trên xuống dưới mấy tầng lầu, rồi xong sau đó lại ủ một đống đồ, xong sau đó là phải đi nấu cơm, thì ngày hôm đó Hàng rất là dễ quạo, rất là dễ giận với người khác. Ai mà chỉ cần bỏ một cái thứ gì đó bừa ra ngoài thôi, bình thường thì
cái cặp sách của con nó ở vị trí của đó, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn vứt ra ngoài cái chỗ khác thì mình thấy bình thường, mình nhặt lên mình ấy. Nhưng mà nếu mà mình vừa mới dọn nhà xong, mình vừa mới lau nhà xong mà thằng bé đặt cái cặp sách ra ngoài không đúng nơi quy định là mình lập tức mình cấm giận với nó ngay lập tức. Bởi vì sao? Mình mệt. Mình mệt làm cho mình dễ cấm giận. Thì phải quán chiếu lại mình. Có phải là mình ôm đồm quá nhiều việc không? Cái cơn giận đó nó có cần thiết không? Cái sự quát nạt con đó, nó cần thiết không? Nó có nên thay đổi không? Có nên chăng là mình không nên dành một ngày để làm tất cả mọi việc, mà mình nên là phân ra thứ hai thì mình lau nhà, thứ ba thì mình ủi đồ, thứ tư thì mình chà nhà tắm, chà nhà vệ sinh. Nó có hợp lý hơn không? Nó có phải là tại mình hay không? Đó. Rồi, tiếp theo là giận do mong đợi. Giận do mong đợi. Mong là anh ấy tổ chức cho mình một cái sinh nhật ấm cúng. Mong là anh ấy nhớ cái ngày sinh nhật của mình. Mà anh đi chơi với bạn, anh quên mất tiêu. Giận. Thì ở đây, chấp nhận cái hiện thực. Giảm cái mong đợi đi. Giảm mong đợi đi. Và cái cách làm cho bạn thoải mái, dễ chịu hơn là bạn nên giảm cái đầu tư của bạn vào mối quan hệ. Bạn cứ toàn tâm toàn ý 100% cái năng lượng, cái sức lực, cái tâm trí của bạn dồn vào cái mối quan hệ với anh ấy, thì chắc hẳn nó sẽ phải sinh ra mong đợi. Chắc hẳn nó phải sinh ra kỳ vọng. Giảm bớt đi. Mình còn nhiều mối bận tâm khác nữa. Thì mình sẽ không cảm thấy giận nhiều đến như vậy. Sẽ có giận nhưng mà sẽ không giận nhiều đến như vậy. Rồi cái tiếp theo là giống như cái Hằng vừa mới chia sẻ là tiền bạc thiếu hụt. Giận khi mà thấy cuộc sống mình nó thiếu thốn, khi mà thấy cuộc sống mình nó không giống với người ta, thì sống tiết kiệm lại, cân đối lại, tìm cách để gọi là mở rộng cái nguồn thu nhập hơn. Hoặc là chúng ta giận khi chúng ta thất bại. Giận do mệt, các bạn sắp xếp công việc là chúng ta giận khi chúng ta thất bại, chúng ta cố gắng nhưng mà chúng ta vẫn thất bại, chứ không phải lúc nào chúng ta cố gắng nó cũng thành công. Các bạn đi thi học ơi học nhiều ơi nhiều, cả tháng trời học bò ra, đêm nào cũng thức 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng để học, nhưng mà thi vẫn rớt, có không? Có chứ. Rồi làm cái dự án đó, sắp mặt đó, gọi là làm sắp mặt đó, mà cuối cùng cái đội bên kia nó trúng dự án, có không? Có. Và sao? Chúng ta giận. Nhưng mà khi đó hãy nhìn lại cái thất bại này, nó là cái bài học cho cái sự thành công, nó là cái bài học để ta rút kinh nghiệm, thì bớt giận thì lại có năng lượng để mà tiếp tục cố gắng. Rồi, tiếp theo là bạn thường hay giận khi mà bạn bị ép buộc. Có mấy bạn nào mà ở tuổi 30 trên 30 mà bị mẹ ép hay chị ép đi xem mắt? Không biết giờ này còn không? Thì còn cái tình trạng may mắn không? Rất là khó chịu. Bị làm mai, làm mối, bị gán, bị ghép. Rất là khó chịu. Hoặc là mẹ ép là con lúc nào cũng phải giữ cho phòng sạch sẽ nha. Khó chịu lắm. Thì lúc đó sao? Thành lập những cái ranh giới, những cái giới hạn cho mình. Mẹ muốn đi gặp mặt một tuần một lần thì nó không. Con không có rảnh. Hai tuần thì con đi gặp một người thôi. Nhưng mà sao vẫn phải cân bằng cái mối quan hệ gia đình để cho nó hài hòa, hạnh phúc. Chứ không nên là quá cứng nhắc như các bạn nha. Ở đây nhắn nhủ các bạn một cái điều như vậy. Rồi chúng ta giận khi chúng ta cảm thấy không có an toàn. Thì chúng ta phải học cách tin tưởng. Chúng ta giận chồng vì anh ấy lừa dối mình. Thì ở đây chỉ có cách cho chúng ta học cách tin tưởng lại người khác. Nên cuộc đời nó phụ thuộc vào mình là vì vậy. Giận khi mà mệt mỏi, khi mà đói. Hằng thì bình thường không có giận khi đói. Nhưng mà cái cảm giác giận khi đói đã trải qua một lần khi mà mình đang mang bầu em bé. Không biết sao lúc đó nó xấu đói quá. Lúc đó không có tự nhiên cái nhu cầu của bản thân á, hình như là không phải chỉ một mình mệt mà cái đứa bé trong bụng nó cũng mệt á, là
mình cả làng may mối, trời thu sướng vậy còn còn nói gì nữa em. Đó là hạnh phúc ha. Khi mà bạn mệt mỏi, bạn đói, bạn cũng cũng có người giận, cũng có người giận. À, thì Hằng cũng có trải qua cái cảm giác đó, là mình mệt quá, tự nhiên mình đói quá mà không có cái gì đó nó đáp ứng cho mình, liền mình giận. Thì lúc đó cái giải pháp là hãy kêu cứu, hãy nhờ sự hỗ trợ. Mệt quá, bực quá thì hãy cứ phàn nàn. Bạn có quyền ha. Rồi, giận khi bị làm mất mặt, khi bị quê. Cái này gặp rất là nhiều. Cái này gặp rất là nhiều. Thì cái phương pháp này, phương pháp ở đây, cái phương pháp ở đây là hãy tha thứ cho họ. Hãy tha thứ cho cái người mà làm bạn quê á. Hãy tha thứ cho cái người mà làm cho bạn mất mặt á. Là họ phạm sai lầm chứ không phải bạn. Hãy nghĩ như vậy và hãy thương họ. Vì họ chưa có đủ tinh tế để biết đây là cái hành động không đúng. Đúng không? Chúng ta học ở đây để mà chúng ta tránh làm tổn thương người khác. Thì khi mà họ làm mất mặt mình, họ làm mình quê, họ làm mình tổn thương, là hãy thương họ, hãy tha thứ cho họ, vì họ chưa biết cái kiến thức làm cho người khác không bị tổn thương. Và một cái cơn giận nữa, cái cơn giận cuối cùng là giận khi mà bạn bị mất mát. Có những cái nổi giận, có những cái cơn giận mà nó đến từ sự mất mát. Bạn mất của, bạn giận. Hay là bạn mất người thân, bạn cũng rất giận. Mà cái mất người thân này, nó giận mà nó giống như là mình không có tìm được cái đối tượng để mà mình trút cái cơn giận đó bạn. Xong đôi lúc có những cái gia đình khi mà người thân mất, họ giận lây qua bác sĩ, họ hành hung bác sĩ, các bạn có thấy không? Thì ở cái trường hợp này, chị có thể cố gắng giữ cho mình bình an, chấp nhận cái sự việc nó đến với mình, và chấp nhận coi như là mình có những cái không may mắn đó. Giữ cho cuộc sống mình nó bình an nhất để có thể chấp nhận cái cơn giận này, để cho nó đừng có bị bùng nổ. À, Thủy Đặng nói là của đi thay người, nhưng mà ví dụ như chị nói là giận mất người thân, đôi lúc chúng ta không có giải thích được, đôi lúc chúng ta đau đớn, thì chúng ta nói là giống như là hết duyên, tùy duyên rồi. Có những chuyện chúng ta phải dùng đến những cái thuật ngữ làm cho lòng mình nó bình an lại. Là người thân mình về với Chúa rồi, về với Phật rồi, để làm cho mình bình an. Và là luật vô thường. Cảm ơn Trương Ngọc Châu. Cảm ơn bạn. 9:15 rồi, giải lao chút ha. Hôm nay bài hôm nay nó không có được sôi động, nó không có được vui, nó rất là hay, nhưng mà nó không có được vui như là bài những cái hôm trước. Bạn cố gắng nha. Bây giờ thì mình nghỉ 5 phút. Một lát nữa các bạn đi uống nước đi. Xong rồi một lát chúng ta lại gặp lại nhau với hai cái cảm xúc tiếp theo, vui và buồn nha. Cảm ơn các bạn.
Con này nó trả lời chưa chưa uống xong rồi lúc nãy có một cái lời chia sẻ của bạn Hằng rất là hay. Mình là bác sĩ, bệnh nhân tử vong, người nhà hành hung luôn. Thật là nhiều lúc làm việc kiệt sức, rất chia sẻ với người nhà, nhưng mà mình không thể bình an được lúc đó. Nè, mắc nói nữa rồi, Hằng là bị mắc nói. chia sẻ với bạn Hằng luôn là cái lúc mà Hằng đi học cái khóa học mà trí tuệ cảm xúc này nè, là ngay cái lúc đỉnh dịch, là ngay cái lúc đỉnh dịch COVID á, thì cái lớp học của Hằng có 4 người, trong đó có một bác sĩ đang bị COVID. Anh đang bị COVID và anh không có về nhà được, anh ở trong bệnh viện á. Rồi sau đó anh ở trong bệnh viện thì anh lại nghe tin là mẹ anh ở nhà cũng bị COVID. Thì lúc đó bị COVID là một cái điều gì đó nó rất là sợ hãi. Anh chia sẻ rất là nhiều. Và mình học với anh á, Hằng học với anh thì Hằng mới cảm nhận được là làm bác sĩ nó nhiều áp lực đến như thế nào. Anh nói là mọi người cứ thấy anh làm bác sĩ, bệnh nhân mà có vấn đề gì thì cứ chửi mắng, nói bác sĩ là không có đạo đức, rồi kiểu như là vô tâm, rồi mọi áp lực từ mọi phía. Nói chung là cái tình hình dịch bệnh thì áp lực cả từ bên trên bệnh viện xuống, rồi áp lực là bệnh nhân quá đông, rồi không được về thăm gia đình, rồi lo lắng cho cái người thân ở nhà của mình như thế nào. Rồi ngay cả họ cũng có những cái nỗi sợ chính bản thân mình, vì ngày nào họ cũng tiếp xúc với người bệnh hết. Anh rất là hoang mang, có rất là nhiều cái nỗi lo lắng. Và anh nói là gia đình anh thì hai vợ chồng, hai đứa con, nhưng mà anh cũng không thấy hạnh phúc được. Anh cũng không thấy hạnh phúc được. Bởi vì về nhà anh mang cái tư tưởng giống như là anh ở bệnh viện về nhà. Ở bệnh viện anh làm quá căng thẳng rồi, thì về nhà anh hầu như là không giúp được vợ cái việc gì hết. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cái đó là cái khó khăn thứ nhất đối với những người bác sĩ. Cái thứ hai là khi mà anh là bác sĩ phòng mổ đó, thì anh quen với cái thói quen là anh vào phòng mổ mọi thứ phải sẵn sàng. Anh chỉ có ví dụ như là đeo bao tay là có người đeo bao tay cho anh luôn, đúng không? Nói dao có người đưa dao, nói kéo có người đưa kéo. Anh chỉ làm việc chuyên môn thôi. Và về nhà anh mang cái tư tưởng là mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, đó anh áp vào vợ anh. Và mình thấy cái nghề nghiệp của người ta làm cho người ta gặp trong cuộc sống khá là nhiều khó khăn. Anh nói là tại sao mà anh học nhiều nè, anh hiểu biết nhiều nè, anh đâu phải người lười biếng, anh rất là nỗ lực trong công việc, nhưng mà anh cảm thấy rất là áp lực, rất là mệt mỏi từ công việc cho tới đời sống gia đình. Và mình học chung cái lớp trí tuệ cảm xúc này, mình cảm thấy rất là chia sẻ với anh, rất là quý mến anh, rất là trân trọng anh. Mà anh tranh thủ cái thời gian mà anh bị COVID, anh ở bệnh viện, anh học online. Anh học online cái lớp này cùng Hằng. Đó là cái chia sẻ của Hằng với cái bạn Hằng. Lúc nãy nói đúng là bác sĩ có rất là nhiều cái sự khó khăn, mà đôi lúc không có thời gian, không có thời gian để có thể tỏ bày cùng ai hết. Đôi lúc là mình tự kỷ, mình nói luôn là mình làm đúng với cái lương tâm, với cái trách nhiệm của mình thôi. Còn ai hiểu thì hiểu, không hiểu được thì phải chịu. Gần như là khi mà họ mệt mỏi quá rồi, họ mang cái tâm thế như vậy. Rồi Hằng cũng có một người bạn làm y sĩ, thì ở nhà đẻ con, đang trong chế độ là bà mẹ nuôi con nhỏ, nhưng mà vẫn tham gia vào cái đội ngũ gọi là giải đáp online. Thì cả lớp cấp 3, tất cả mọi người giống như là lập một cái group lớp, thì tất cả mọi người vào đó để nhờ các bạn đó tư vấn. Ví dụ như ai có người nhà, người thân, bạn bè, đồng nghiệp gì, nhờ người đó. Tại vì sao? Tại vì mình cứ mang cái tư tưởng là nhờ người thân, người quen cho nó yên tâm đó. Xong rồi Hằng nhớ ngoài có một cái câu là nhiều người bạn hỏi là tình hình mà thành phố dịch bệnh như thế này thì có khi nào bác sĩ cũng buông tay không? Tại vì rất là nhiều cái tình huống là bác sĩ muốn nghỉ việc đó. Họ quá mệt mỏi, họ quá áp lực. Và họ soi xét, suy xét đó, thì cái đồng lương đó, nó không có xứng đáng cho những cái mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt, những cái nỗi vất vả mà họ phải trải qua. Nó không có đáng, nó chưa có đủ. Thì bạn mới nói với Hằng một câu là không, bác sĩ với lại y tá, với lại đội ngũ y tế không bao giờ bỏ cuộc. Vì tất cả đều có một cái lời thề,
một cái lời thề khi mà họ bước vào trường y với trường dược các bạn. Bạn nói là tụi bay á, tụi bay coi TV á, mà tụi bay thấy những cái lễ mà tốt nghiệp hay là những cái lễ mà ra trường hay là cái lễ mà vào nhập học á, những cái lời thề đó nó chỉ là nghi thức thôi. Nhưng mà khi mà mình đứng trong cái vai trò là cái người đang hiện diện tại cái buổi lễ đó, thì cái lời thề đó tự nhiên nó thiêng liêng khủng khiếp. Và bạn nói là chưa bao giờ có một bác sĩ nào hay là một cái y tá nào, chỉ có một số lượng thật sự là cực kỳ nhỏ thôi, họ có những cái lý do riêng thì họ dừng lại, chứ còn là bác sĩ họ luôn luôn giữ trong tim mình cái lời thề của cái ngành y á. Thì Hằng không có biết cái lời thề cụ thể đó nó như thế nào á, nhưng mà Hằng thấy chính cái người bạn mà học cấp 3 của Hằng họ chia sẻ như vậy, và Hằng cực kỳ là trân trọng, cực kỳ là trân trọng những cái bác sĩ, y sĩ, mà nhất là trong cái giai đoạn hiện nay á, rất là chia sẻ với bạn ha. Mất nói đó, tự nhiên bạn chia sẻ bạn làm Hằng mất nói đó. Rồi kinh ba nè, đúng là cảm xúc này chị ạ. Khi chồng em mất em vừa thương vừa giận anh ấy, giận anh ấy bỏ rơi em và con. Giờ nghe chị giảng nước mắt em cứ rơi không tìm lại được. Em không biết đây là cảm xúc gì đó, đó là những cái cơn giận vô cớ. Nhiều khi như bạn nói bảo chồng mất giận mà mình không có tìm một cái đối tượng để mình đổ lỗi, mình phải tìm cách để mình bình an. Giận cho người thân mất, những cái mất mát là nó sẽ như vậy. Còn với những cái cơn giận mà thông thường, ví dụ như giận trong những cái lần cãi vã nhau, thì nó có cái cách cắt cơn, Hằng cũng đã từng chia sẻ rồi ha. Chị Biên cũng chia sẻ là bạn có thể tập thở sâu nè, rồi bạn đi đến cái gọi là cái phòng mà rửa mặt đó, bạn soi gương nè, để cho khi mà mình thấy cái gương mặt mình nó đang ở cái trạng thái giận dữ đó, nó đáng sợ như thế nào hoặc là nó xấu như thế nào, thì bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ nguội bớt đi, rồi bạn cố gắng im lặng, không có nói ra lời tổn thương nè, hoặc là mình quay mặt đi chỗ khác, mình tránh đi chỗ khác để mình không có nhìn thấy cái đối tượng mà làm cho mình giận, để mình cắt cơn á, rửa mặt là mình tỉnh táo hơn. Hoặc là có một cái chiêu nữa là trong cái lớp tất tần tật về cảm xúc có chia sẻ, đó là bạn bắt đầu kích hoạt cái não trái của mình. Khi mà não phải nó hoạt động, cái cảm xúc nó lên cao, thì bạn tìm cách để kích hoạt cái não trái của mình là về tính toán đó. Là bạn đếm bản cửu chương nhưng mà không có đếm xuôi, tại vì đếm xuôi mình thuộc rồi. Mình đếm bản cửu chương ngược. Mình làm cái phép trừ mà ngắt quãng, ví dụ như là cho một số bất kỳ, xong mình trừ 3, hoặc là trừ 5, chứ không có trừ 1 thì nó là đếm lùi rồi, thì nó vẫn dễ. Thì làm cái cách đó thì làm cho cái não của bạn, cái não trái của bạn nó hoạt động, thì cái não phải của bạn nó ngừng, thì cái cơn giận của bạn nó sẽ nguôi đi. Đó là một cái số cách đơn giản để cắt cơn giận. Và một số cái phương pháp như Hằng chia sẻ bên trên để hóa giải cái cơn giận của mình. À đúng rồi, Hằng cũng có chia sẻ cách là đi đếm tiền là mình bớt giận có. Đúng rồi, bạn nhắc Hằng mới nhớ Hằng quên đấy. Rồi tiếp theo, cái cảm xúc tiếp theo đó là cảm xúc buồn. Vui quá chị ơi, giờ chia sẻ tới cảm xúc buồn. Thấy nó hơi chớp chớp sao hen. Rồi tiếp tục là cảm xúc buồn. Hồi nãy sợ không làm gì cả thì nó sẽ ra giận, mà giận không làm gì cả thì nó sẽ ra buồn. Được không các bạn? Buồn giận mà không làm gì cả thì nó sẽ ra buồn. Lại tiếp tục lấy cái trường hợp là giận cái cô người thứ ba ha, mà không làm gì cổ hết, rồi một thời gian là mình sẽ cảm thấy buồn, mình cảm thấy mất mát. Buồn là cảm xúc khi bản thân cảm nhận sự hiện diện của một điều không như mong muốn, như sự kém may mắn, sự mất mát mà bản thân không thể làm gì để thay đổi được đó. Bạn mất người thân á, bạn giận mà bạn không có thay đổi được, thì cái trạng thái giận nó một khoảng thời gian sau nó sẽ chuyển sang là cái trạng thái buồn. Buồn thì nó liên quan đến việc là sẽ làm cho bạn có thể là trách móc bản thân hoặc là đổ lỗi bản thân. Lưu ý đó. Đây là một số lý do mà có một lần, không biết các bạn còn nhớ không, chị Biên đã chia sẻ là các cái nhóm code của chị
khi mà họ nhận ra họ buồn thì họ rất là vui, tại vì buồn nó cũng có lợi nha. Buồn nó cũng có lợi. Buồn giúp mình cái gì các bạn? Buồn nó giúp mình ngừng lại mọi thứ. Mình buồn thì mình không làm được cái gì hết, mình ngừng lại mọi thứ, tất cả dừng ở đây, không muốn làm gì hết, không muốn thay đổi gì hết. Để làm gì? Ngừng không làm gì hết để làm gì? Để suy nghĩ, để đánh giá lại sự việc. Tại vì chỉ khi buồn, bạn ngưng mọi cái hoạt động bên ngoài, bạn ngưng cái sự chú ý bên ngoài, bạn mới có thời gian ngồi đánh giá lại, suy ngẫm lại và đi tìm giải pháp cho cuộc đời mình. Đó là cái giá trị rất to lớn của nỗi buồn. Đi tìm giải pháp cho cuộc đời mình, tìm những cái giá trị nào mà là cốt lõi trong cuộc sống của mình, tìm những cái mục đích, cái mục tiêu của cuộc đời mình. Bạn sẽ sắp xếp cái thứ tự ưu tiên để nhận ra giá trị đích thực mà bạn muốn có trong cuộc đời mình. Bạn sẽ sắp xếp lại giá trị nào bạn cần hy sinh, giá trị nào bạn cần vun đắp, giá trị nào bạn cần níu kéo, giá trị nào bạn cần trân trọng. Ví dụ nỗi buồn khi ta có một người thân qua đời, khi ta chia tay một cái cuộc hôn nhân, khi ta chấm dứt một cái cuộc tình, thì những cái đau đớn đó, những cái nỗi buồn đó làm cho ta nhận ra được cái điều gì thật sự cần thiết trong cái cuộc đời mình, cái điều gì mình cần vun đắp, cái điều gì mình cần níu giữ và cái điều gì mình cần hy sinh. Có rất nhiều người khi được sống gần người thân chưa có đủ trân trọng, chưa có thấy giá trị, nhưng mà lỡ một người mất đi, bạn lập tức nhận ra giá trị cuộc sống của bạn. Bạn hạnh phúc vì bạn có những người thân bên cạnh và bạn biết trân trọng những cái người còn lại. Đó là giá trị của nỗi buồn ha. Và đừng có buồn vì mình buồn, hãy trân trọng cái nỗi buồn của mình. Tại vì sao? Tại vì khi bạn trải qua đau khổ càng sớm thì bạn càng biết cách yêu thương sớm, bạn càng biết cách trân trọng sớm, bạn biết được cái giá trị đích trong cuộc sống của mình. Được không các bạn? Ở đây ha, khi mà nói về giá trị đích, mình muốn nói thêm trong cái lớp chia sẻ của Hằng rất là hay. Trong cuộc sống của mình nó có, thường là nó có hai cái giá trị. Nó sẽ có một cái giá trị phương tiện và một cái giá trị đích. Thì lúc nãy các bạn nhớ cái bài mà cái video đầu tiên mà chúng ta nghe đó, thì khi mà trong cái cuộc khảo sát đó, hơn 80% giới trẻ họ nói cái mục tiêu cuộc sống của họ là tiền. Rồi có một số người 50% trong đó thì nói cái mục tiêu cuộc sống của họ là cái sự nổi tiếng. Thì rất nhiều người cũng nghĩ cái mục tiêu, cái mục đích của cuộc đời mình, cái giá trị đích của cuộc đời mình là kiếm thật nhiều tiền. Nhưng mà đến lúc họ gần đất xa trời, họ đi đến gần cuối cuộc đời, thì họ nhận ra rằng tiền nó chỉ là giá trị phương tiện mà nó không phải là giá trị đích. Và rất là tiếc nuối khi mà mãi đến những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời họ mới nhận ra cái điều đó. Và họ nhìn lại thì họ thấy là họ đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ lỡ cái giá trị đích mà vươn tới cái giá trị phương tiện. Ở đây cái giá trị đích và giá trị phương tiện của mỗi người là khác nhau. Có người giá trị đích là yêu bản thân, có người giá trị đích là muốn quan hệ tốt đẹp, có người giá trị đích là hạnh phúc, có người giá trị đích của họ là họ chỉ cần cảm thấy họ là một người có giá trị trong cuộc sống, mang lại lợi ích cho nhiều người. Cái giá trị đích của mỗi người là khác nhau. Hoặc là có người cái giá trị đích của họ là một cuộc sống bình an, hoặc là cái giá trị đích của người thì lại là cuộc sống để cho đi. Cái giá trị đích của mỗi người là khác nhau. Và cái giá trị phương tiện của mỗi người cũng là khác nhau. Có thể tiền bạc sẽ là phương tiện, có thể mối quan hệ, ví dụ như mối quan hệ đồng nghiệp, mối quan hệ làm ăn sẽ là phương tiện, hoặc là một số thứ nó sẽ là phương tiện. Thì tùy mình thôi nha. Nhưng mà mình nên có những cái nỗi buồn để mình nhận ra đâu là giá trị phương tiện và đâu là giá trị đích của cuộc đời mình.
Ở đây không có ai có thể nhận xét đánh giá bất kỳ ai hết. Bạn có thể tự chọn giá trị phương tiện và giá trị đích cho cuộc đời mình. Chỉ là cố gắng đừng để mình phải hối tiếc. Vậy thôi. Rồi, cái tác hại của nỗi buồn. Khi mà mình ngừng mọi thứ, tác dụng của nó là mình ngừng, mình không làm gì hết thì nó không có sai. Mình buồn, mình ngừng, mình không làm gì hết thì nó không có sai. Thì cái tác hại tương đương của nó là mình không thể làm gì hết, không có sức lực để làm cái gì hết. Mình buông xuôi. Và khi mình buồn, mình khó thay đổi tình thế theo hướng tích cực. Gặp một người có cái tư duy đối lập, bạn đang buồn mà bạn gặp một người đang có tràn đầy năng lượng, một người đang rất vui, người ta bảo bạn là thôi đừng buồn nữa, đi ra ngoài đi, tìm niềm vui trong cuộc sống đi, và bạn sẽ không thể nào mà làm theo họ. Bạn không kiên nhẫn để nghe họ, vì bạn thấy là họ chẳng hiểu gì mình hết, họ không có sức ảnh hưởng với bạn trong cái lúc này. Khi mà bạn gặp một người có tư duy đối lập, bạn không có kiên nhẫn để nghe. Khi ta buồn thì ta thích tư duy theo hướng tiêu cực. Mà ta gặp ai mà có cái tư duy mà đang buồn giống như mình, đang tiêu cực giống như mình, thì chúng ta dễ sẽ chia. Vô bệnh viện thấy nhiều người cứ có người thân bị ốm, xong rồi cứ gặp nhau nói chuyện chia sẻ với nhau. Nhưng mà cẩn thận, vì nếu mà gặp một người mà sẽ chia, xong rồi chia sẻ với mình những cái nỗi buồn, nhưng mà theo cái hướng là giải tỏa cho mình để tốt hơn, để làm cái nơi chia sẻ thôi, thì nó dễ. Nhưng mà có những người hướng họ tiêu cực ấy, họ tiêu cực về cuộc sống ấy, thì mình sẽ dễ bị đắm chìm theo họ, bị lây buồn. Kiều Tiên nói là bị lây buồn, hai người lây cho nhau và nỗi buồn nó nặng hơn. Rồi, và khi bạn buồn á, cái ảnh hưởng trực tiếp là cái sức đề kháng cơ thể bạn nó giảm, thấy rõ luôn. Khi bạn buồn, bạn không thể nào mà tiếp khỏe mạnh được. Và ở đây chị Biên có cái tài liệu chị Biên chia sẻ nè. Nhiều khi chúng ta cứ nói là mình buồn, em buồn, em buồn, em buồn, nói nhiều quá. Nhưng mà thật ra thì thường là không có nhiều cơ hội để mình buồn cái nỗi buồn mà đúng, đúng thật sự. Không có nhiều cơ hội để bạn buồn. Thường là cảm xúc khác, như là lo âu hay là ghen tị hay là lo lắng hay là hồi hộp hay là không tin tưởng, chứ nó không phải là buồn. Nên là buồn á, nó không có nhiều như ta tưởng đâu. Cái nỗi buồn đích thực nó không có nhiều như ta tưởng đâu. Khi ta buồn thì ta đánh giá lại tầm quan trọng của các mối quan hệ này, trân trọng đời sống hơn, sống biết sống trọn vẹn hơn, nhận ra chỉ một mình có thể cứu lấy hoặc là chăm sóc mình, rồi nhận ra là không thể thay đổi ai đó, nhận ra là không thể thay đổi ai đó, biết nhận lỗi về mình, biết tập trung nguồn năng lượng vào những việc quan trọng, biết hy sinh, biết xây dựng hơn, bắt đầu thay đổi cách sống, thay đổi mình, sống tích cực hơn. Đó là cái lợi ích của nỗi buồn. Buồn thường nó cũng không đi một mình. Buồn nó hay đi với thất vọng. Buồn nó hay đi với cái sự là bàng quan, không hứng thú, không quan tâm, nản lòng, mất ý chí, mất năng lượng. Nên các bạn cẩn thận với nỗi buồn. Như các coach ở đây thì rất trân trọng nỗi buồn. Vì sẽ hiếm khi buồn lắm. Khi mà bạn giải thích được đa số các hiện tượng, các cái sự việc nó diễn ra xung quanh mình, thì bạn hiếm khi buồn. Nên là khi mà có nỗi buồn đến với mình rất là trân trọng. Vì lúc đó là cái thời gian để mình suy ngẫm được nhiều hơn. Buồn giúp mình giác ngộ. Cái mà buồn giúp mình giác ngộ thì nó cũng hên xui thôi. cái từ giác ngộ đó, nó không biết sao chị có cảm giác là nó hơi hơi cao siêu, không biết như thế nào để được gọi là giác ngộ. Chị không dám dùng cái từ đó. Dạ.
tiếp theo, cái cảm xúc tiếp theo đó là cảm xúc vui. Cảm xúc vui, cảm xúc cuối cùng của buổi chia sẻ hôm nay. Hy vọng nó là cái kết tốt đẹp. À, theo một dây chuyền như lúc nãy ha. Hết buồn thì ta sẽ đến vui. Người nào mà buồn càng nhiều thì càng dễ vui nhiều. Đó, đó là cái quy luật. Vui là cái cảm xúc mà khi bản thân cảm nhận được sự hiện diện của một điều tốt đẹp, đúng hoặc vượt trên cái sự mong muốn như là may mắn, thành đạt, tình yêu thương hay là sự thuộc về. Lợi ích của niềm vui thì rất là nhiều người biết, rất là nhiều người thấy ha. Nó làm cho bạn tỏa ra một cái năng lượng mà ai cũng muốn đến gần hết. Làm cho bạn hân hoan, phấn khởi, làm cho ai cũng cảm thấy là bạn rất là thân thiện, dễ gần. Làm bạn muốn kề vai sát cánh với những người xung quanh, và những người xung quanh cũng thích gần bạn. Và khi mà bạn vui, bạn sẵn sàng thử những cái điều mới mẻ, rất là sáng tạo, rất là hứng thú khám phá. Và khả năng của bạn, khả năng sáng tạo của bạn khi bạn vui là cao nhất. Bên cạnh những cái mặt lợi ích như vậy thì vui nó cũng có tác hại, chứ nó không phải là tốt hoàn toàn. Không biết các bạn nào phát hiện ra vui có tác hại gì không? Thấy Vương Ngọc Ánh giơ tay, có phải không Vương Ngọc Ánh? Là vui thôi đừng vui quá. Ngọc Ánh này, Ngọc Ánh có cần phát biểu không vậy? Để Hằng mở mic cho nha. Rồi, mời Vương Ngọc Ánh. Thay đổi hai hả? Hai dạ. Em cho chị hỏi thăm là khi mà thí dụ như là mình buồn cái người đó, tại vì cái người đó mỗi lần nói chuyện ra là hay làm tổn thương mình ấy, hay vô duyên, nó giống như vô duyên kê kê mình ấy. Thì mình có nên nói thẳng với họ không em, hay là chấp nhận người ta như người ta, cái tính người ta vậy rồi mình ít tiếp xúc với người ta? Nhiều chị thấy nhiều người nói chuyện với chị ấy, kiểu như là chị biết cái tính của người ta như vậy, giống như người ta hay lôi mình ra làm trò hề, hoặc là người ta thấy mình thân thiện cái người ta lại nói chuyện có vẻ hơi quá với mình á, cái tự nhiên tại vì người ta nhỏ tuổi hơn mình. Thì theo em thì mình có nên nói thẳng với người ta hay là mình ít tiếp xúc lại hay sao, em chỉ dạ. Rồi cho em có một vài câu hỏi với chị là chị gặp nhiều người như vậy không? Tại vì chị làm ở trong tiệm 40 người thì chị gặp nhiều người như vậy. Chị gặp nhiều người như vậy. Rồi chị có quan sát là họ có như vậy đối với những người khác không? Họ có nói chuyện có vui em, với người có em. Có, nhưng mà cái tính của họ như vậy, chị biết cái tính của họ vậy, nói chuyện vô duyên vậy đó. Họ nói chuyện vô duyên cả với vợ của họ luôn mà chị thấy ra được đó. Đó, thì nó rơi vô cái nguyên tắc mà xử lý cái việc mà mình giận người khác á. Mình buồn là mình giận họ vì họ thua lỗ với mình á, thì là mình cố gắng để mình hiểu, giống như chị cũng đã đang từng hiểu đó, là cái đó là cái yếu kém của họ rồi. Mình gần như mình chấp nhận họ và mình vẫn cứ cư xử theo cái cách của mình, thì họ dần dần họ sẽ nhận ra. Cái đó là cái phương cách tốt nhất. Chứ còn ví dụ như mà chị nói thẳng với họ là mày vô duyên quá, mày nói chuyện với tao mà mày làm tao nghe tao bực hết sức, thì lần sau coi chừng mất bạn. Là cái thứ nhất mà họ không thay đổi được. Mình không có thay đổi ai được bằng cách chỉ trích hết chị. Cái bước đầu tiên của mình là mình mỗi lần mà mình thấy khó chịu, mình thấy giận như vậy, thì mình nên tự nhủ với bản thân mình, à đó là cái yếu điểm của họ, cái tính họ như vậy. Giống như chị nói, cái tính họ như vậy, cái từ mà đơn giản là mình nói à, cái tính họ như vậy đó. Chị không nghe hả? Alo, chị có nghe được em không? Mấy bạn có nghe được Hằng nói không? À, dạ có. Đó là mình, khi mà mình thấy người ta cư xử với mình mà mình đã nhận ra đó là cái tính người ta, thì một phần là mình phải chấp nhận người ta như vậy. À, và cái phương cách của mình đó là mình cư xử cho nó đúng mực để người ta lấy mình làm cái khuôn mẫu. Họ sẽ bị ảnh hưởng qua lại bởi mình. Nếu mà mình cứ nghiêm túc, mình lịch sự, mình nhẹ nhàng, thì họ sẽ bị ảnh hưởng một phần của mình. Họ không có thay đổi ngay được đâu chị, nhưng mà họ sẽ thay đổi từ từ.
Rồi cái thứ hai là mình không chỉ trích ha, nhưng mà mình có thể khi nào mà vui vẻ mình có thể nhắc nhở nhẹ nhàng. Đó là một cái phương cách mà giúp họ mà làm họ không tổn thương. Cái nhắc nhở nhẹ nhàng này khuyến cáo với chị là chỉ nên nói riêng với họ thôi, chứ không nên nói chung với tất cả mọi người. Ví dụ như là khi nào mà có cơ hội nói chuyện riêng với một người nào đó thì chị nói chị thấy em nói như vậy với chị, nếu như mà chị thì chị biết tính em rồi, chị không có giận, nhưng mà người khác nghe thì người ta sẽ thấy khó chịu lắm. Nếu mà được thì em tập nói lại cho nó dễ nghe hơn một chút. Rồi chị cho bạn một vài cái ví dụ. Nếu mà nói vấn đề này thì em có thể nói như vậy nè, thì chị sẽ cảm thấy không có khó nghe, hay là những người khác mà lần đầu người ta gặp em, người ta sẽ không cảm thấy khó nghe. Đó là cách chị có thể chia sẻ với người ta. Và cái cách thứ ba tiếp theo là có những cái mối quan hệ mà mình thấy là không có cải thiện được đó chị, thì mình nên giảm bớt, gọi là cái sự va chạm với họ đi, để cho mình bớt khó chịu. Dạ, đó là một số cái phương án mà em gửi đến chị Ánh ha. Chị Ánh nghe được không ta? Em là hình như thấy chị mới rớt mạng. Rồi, tiếp tục đến cái chủ đề vui ha. Bên cạnh những cái lợi ích như vậy thì cái tác hại của nó là vui làm cho bạn bất cẩn. Bạn không có để ý tới những mối nguy hại xung quanh. Bạn rất là liều, lúc đó bạn rất là trẻ trâu. Hồi nãy có ai nói vui quá, không nên vui quá đó. Rồi khi mà bạn vui là bạn không thích hoạch định chi tiết hoặc không nghĩ tới phương án dự phòng. Bạn thấy cái gì cũng trơn tru, nó làm cái là trúng liền, làm cái là được liền. Và điều đó khiến cho bạn dễ đặt cái mục tiêu quá tầm, không có phương án dự phòng cho những cái tình huống xấu xảy ra. Dễ tạo cho bản thân mình những cái mong đợi cao hơn nhiều so với thực tế, làm cho mình chủ quan đó. Nói trắng ra là làm cho mình chủ quan đó. Để em coi còn gì để vui không. Rồi, bài của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Vui thì nó dễ rồi. Kể được ở khắp mọi nơi, sao mà nguy hiểm quá vậy? Ở khắp mọi nơi mình phải thấy toàn những người yêu thương mình chứ. Rồi, bây giờ đến phần câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã ở với em tới giờ này. Ngày mai là mọi người lại đi làm lại bình thường rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm và kết thúc sớm hôm qua một chút ha. Để mọi người nghỉ ngơi, để mai còn bắt tay vào làm việc. Hôm qua là mình còn một ngày nghỉ lễ. Rồi em mời Tường Vi. Mời Tường Vi 2008 nha, để mở mic. Mời Tường Vi. Dạ chị Hằng ơi, cho em hỏi làm sao để giảm đi nỗi sợ hãi mất mát hả chị Hằng? Em thường có cảm giác này ngay sau cảm giác hạnh phúc luôn. Ví dụ như là em đang hạnh phúc với chồng thì em lại sợ là lỡ chồng đi ra đường có bị này bị kia không, hoặc là em đang hạnh phúc vì có em bé thì em lại kèm theo đó em lại sợ là lỡ có bị gì đó rồi không may, hoặc là ví dụ như da em hôm nay đang đẹp đi, em đang vui đi thì kèm sau đó em lại sợ không biết khi nào ngày mai nó có nổi mụn không. Nhưng mà nỗi sợ lớn nhất từ sâu bên trong em là nỗi sợ mất mát người thân á. Chị em làm sao để giảm đi nỗi sợ đó hả chị? Cảm ơn câu hỏi của Tường Vi. Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi hỏi ngay trúng cái điều mà chị chưa nói. Đó là một vòng tuần hoàn của bốn cái cảm giác sơ cấp này. Là sau khi bạn vui sẽ đến cảm giác sợ. Vui xong sẽ chuyển đến sợ. Cái diễn biến của em nó hoàn toàn hợp lý. Sau khi bạn vui xong thì bạn sợ gì? Bạn sợ mất cái niềm vui ngay lúc này, bạn sợ mất cái tốt đẹp ngay lúc này. Đó là cái nỗi sợ vô hình. Và cái nỗi sợ vô hình thì mình quản lý bằng cách nào? Mình lại quay lại như lúc nãy, mình lại viết ra là sợ mất người thân, đúng không? Mình dựa vô những cái gì mà sợ mất người thân vậy? Mình sợ anh ấy bị tai nạn thì nhắc anh ấy cẩn thận hơn, hay là mình sợ anh ấy bị bệnh tật thì mình chăm sóc sức khỏe cho anh ấy nhiều hơn. Mình phải tìm cách để kiểm soát nỗi sợ đó của mình. Còn ví dụ như em sợ con em không khỏe mạnh, em đang có bầu, sợ con em không khỏe mạnh thì sao? Thì mình đi khám nè,
rồi mình ăn uống đầy đủ nè, nói chung là mình làm những cái gì tốt nhất có thể để mình không phải hối hận. Bởi vì đó là một vòng tuần hoàn, sợ là cái cảm xúc đầu tiên, cái cảm xúc bản năng khởi đầu, hết sợ chuyển sang giận, hết giận chuyển sang buồn, hết buồn chuyển sang vui, và hết vui thì lại chuyển sang sợ. Đó là một vòng tuần hoàn nha các bạn nha. Ai cũng sẽ có trải qua cái cảm giác như vậy. Và mình lại bắt đầu quay lại mình kiểm soát cái nỗi sợ của mình. Những cái nỗi sợ vô hình thì mình phải tự nhắc lại. Sao mình cứ hay nghĩ mông lung vớ vẩn như vậy? Có những thứ là do mình hay nghĩ mông lung vớ vẩn. Tại sao mình không tận hưởng cái giây phút này? Mình không trân trọng từng giây phút mà mình cứ sợ. Đó là mình đang không sống tỉnh thức, đúng không em? Dạ, những cái chân lý đó em đều hiểu và đều tự an ủi bản thân em bằng những cái câu nói như vậy á. Nhưng mà em sợ cái mà em không kiểm soát được á. Ví dụ như tai nạn á, em thì em luôn đi cẩn thận và luôn kêu chồng đi cẩn thận, nhưng mà em thấy nhiều người họ đi không cẩn thận á. Vậy thì làm sao em không bị sợ bởi những cái tác động bên ngoài mà em không điều khiển được á? Ở đây cái nỗi sợ, em đã để cái nỗi sợ trong mình nó quá lớn. Dạ, sợ những thứ em đang để cái nỗi sợ trong mình nó quá lớn, thì mình phải nghĩ cách là mình sống tốt hiện tại đi, mình làm hết khả năng mình ở hiện tại đi, còn tất cả mọi việc nó đã có cái sự an bài của trời xanh rồi. Đôi lúc mình phải dùng cái tư tưởng đó chứ đâu có ngồi đó mà sợ thì làm sao mà tận hưởng được cái giây phút này. Cứ ngồi giây phút này mà lo sợ cái giây phút ngày mai nó đã xảy ra đâu. Đó là vấn đề để mình phải học để mình tỉnh thức đó. Bởi vậy em chỉ có cách em đừng sống trong tương lai. Làm ơn là đừng sống trong tương lai, đừng sống trong quá khứ, hãy sống trong hiện tại. Em sẽ về nghe lại cái bài bình an của chị Biên. Nghe lại cái bài tỉnh thức của chị Biên giúp chị, để mình ngắm những cái tư tưởng nó vào người. Cái nỗi sợ em của em nó ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Dạ đúng. Dạ cảm ơn em với câu hỏi của em rất là hay luôn á Vi. Dạ. Chúc em là chị. Mẹ tròn con vuông, không biết là tháng mấy mới sanh? 3-4 tháng chưa? Dạ em 3 tháng rồi mà nó cứ ngán mắt ói hoài nhưng mà ráng học. Rồi cảm ơn em nha. Dạ dạ. Tiếc quá. Ói hoài mà vẫn còn chịu khó học. Mời Vương Ngọc Ánh. Bạn thấy Ánh giơ tay. Em mời chị. Sorry em. Hồi nãy em nói rất mà mạng. Mà chị không có nghe được một cái gì luôn. Giờ em làm ơn nói lại cho chị. Cái gì cho em sẽ nói lại. Của chị nó có ba cái bước. Thứ nhất là chị giống như chị nói là chị nhận ra đó là cái tính của người ta là nó vô duyên như vậy, nó thô lỗ như vậy. Thì giống như em nói là mình chấp nhận người ta, cái đó là cái khiếm khuyết của người ta. Cái thứ hai là mình không nên góp ý, không nên chỉ trích, mà mình chỉ có nhắc nhở khi mà có hai người với nhau. Ví dụ như chị có cơ hội nào đó ở riêng với cái bạn mà hay có cái tính đó, thì chị nói là chị quen em rồi, chị biết tính em rồi thì chị không có giận. Nhưng mà nếu em mà nói, ví dụ như nói một cái câu gì đó, thì người ngoài, người lần đầu tiên tiếp xúc với em, họ nghe họ sẽ thấy rất bị tổn thương, họ sẽ rất là buồn em, họ sẽ rất là giận em. Nếu mà em thấy không có gì khó khăn thì em đổi đi, em nói thành cái kiểu như thế này đi thì sẽ tốt hơn. Đó là cái lời mà mình nhắn nhủ với bạn, chứ mình không nên chỉ trích bạn trước đông người chị ha. Và cái cách thứ ba nữa là với những mối quan hệ mà mình cảm giác là mình không có cải thiện được đó chị, thì mình nên tách mình ra. Mình không nên liên hệ quá mật thiết, mình nên tách mình ra một chút, giữ cái khoảng cách, giữ cái ranh giới trong cái mối quan hệ với những người đó, để tránh làm mình bị tổn thương. Ok, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị Anh. Mối quan hệ đồng nghiệp thôi chị. Thôi em, mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Thì ví dụ như đồng nghiệp 40 người thì sẽ có người thân, người không thân, chắc chắn là không thể nào thân hết được, đúng không chị? Thì những cái người mà cứ hay làm mình tổn thương á, thì mình chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp gọi là thân thiện bình thường thôi, không có thân thiết, không có chia sẻ nhiều, thì nó sẽ bớt tổn thương. Sao chị thấy họ biết họ nói chuyện vô duyên luôn em?
họ nói mà họ nói họ biết họ nói chuyện vô duyên luôn mà sao tại vì, chắc cái tính của em hả? Thứ nhất là cái tính thì em không có, ở đây mình hay dùng cái tính, nhưng mà ở đây họ không có cái sự rèn luyện bản thân vậy, họ vẫn biết đó chứ, họ làm sai đúng đấy chứ, nhưng mà họ có cái sự tập luyện cho chính bản thân mình. Mình sai đâu, mình sửa đó, mình nhận thấy mình sai, mình phải thực hành sửa thì nó mới khác được. Còn nếu mà không thực hành sửa thì mình mãi mãi vẫn là như vậy. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em nhiều nha. Bye em. Dạ, cảm ơn chị. Mời Khanh. Bye em, cảm ơn em. Dạ, Khanh 1905 nha. Dạ, em chào chị Hằng và các bạn. Em muốn hỏi chị Hằng một cái câu này, nhưng mà em nghĩ là nó hơi khó đối với em á. Thì em, ba của em là rất là khó tính, từ nhỏ tới lớn là tụi em là thường là ba là nhất. Ba ngồi ăn thì là ba phải ăn trước, rồi tụi con với vợ mới ăn sau. Rồi sau này á, tới bây giờ ba em gần 80 tuổi rồi, thì cái tính tình đó vẫn không có thay đổi. Là thí dụ như là ba có một thời gian ba ngoại tình mà ba không có, cái thời gian đó ba rất là vui và ba giống như thường ngày á, hồi lúc trẻ thì ba rất là sạch sẽ và thơm tho, nhưng mà tới khi già thì ba lại ít có tắm rửa cho nên nó hôi á chị. Và nhà em thì mỗi người mỗi phòng như vậy á. Xong rồi cái mẹ, ba mẹ thì vẫn không có, vẫn cứ cãi nhau như vậy thôi, nhưng mà cãi xong rồi thôi rồi. Nhưng mà có một điều là lần đó ba em ngoại tình thì ba thay đổi hẳn, ba vui vẻ hơn, ba tắm rửa sạch sẽ hơn. Xong sau đó thì bị anh em phát hiện và gia đình có họp lại mà không có cho mẹ biết. Thì cái lúc đó thì ba biết như vậy rồi thì bây giờ là ba quay về cái số cũ, là ba không tắm, ba ít có tắm rửa, ba vẫn hôi như vậy. Xong rồi đồ đạc thì cứ đem vô trong phòng của ba để đầy hết, để tới nỗi mà không có chỗ để đi. Rồi lâu lâu chị dâu với anh của em phải vào dọn. Và có những cái tính mà giống như là kiểu mà khi mà ba nói chuyện á, em biết là tất cả những cái anh chị em của em á đều rất thương ba và rất thương má. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn thích là muốn nói chuyện với ba, tại vì lâu ngày gặp nhau không có ở chung á chị. Nhưng mà mỗi lần gặp nhau là khoảng nói chuyện được vài câu là bắt đầu bị ba la, bị ba chửi, là ba cấm nói, phải cho ba nói. Nhưng mà ba nói từ đầu tới cuối câu chuyện luôn á. Thì em biết là tính ba như vậy rồi, nhưng mà em không có biết là có thể cải thiện được hay không chị. Tại vì khi mà mấy anh chị em của em á mở lòng, nhưng ba không mở lòng. Tới hồi mà muốn lại gần ba thì ba lại đi xa ra vậy. Giống như không phải là đi xa, mà giống như kiểu mà ba cần tình thương, nhưng mà chưa bao giờ ba cho chúng em tình thương. Em biết là cái sự cô độc của ba đó là một cái nỗi tổn thương rất là lớn đối với ba. Nhưng mà ba làm như vậy thì cũng không có đúng lắm. Thì theo em nghĩ như vậy. Mà mấy bữa nay thì cũng có chuyện cứ mẹ mét rồi anh mét, rồi em cũng không có biết như thế nào. Thì biết tính ba như vậy rồi, em cứ khuyên là mẹ với anh thì nên nghĩ thoáng đi, đừng có trách ba gì nữa. Mẹ em thì không có biết chuyện ba ngoại tình đâu. Tại vì tụi em giấu, tụi em nói là tới cái tuổi này rồi là không có cho mẹ em gì nữa. Tại vì mẹ em là một con người rất là cứng rắn, mà mẹ em rất là thật thà. Nếu mà mẹ em biết thì có thể là nó không có tốt với ba em. Cho nên tụi em quyết định là không. Mà mẹ em cũng dễ thương lắm, nói là tin à, nhưng mà thật sự là mẹ em rất là khôn á. Có những cái trường hợp mà không cần nói mẹ em cũng biết nữa. Dạ. Thì thật sự là bây giờ
tới cái tuổi này rồi thì em rất là muốn ba có một cái gia đình hạnh phúc. Ba quay lại, dù thời gian nó không có dài nhưng mà em nghĩ là thích là ba phải quay lại. Tại vì cái lúc đó, cái lúc trước ba ngoại tình nó không phải là đưa tiền cho các cô bồ đó, đó không phải là tiền của ba, mà toàn bộ là tiền của tụi em chu cấp cho ba hết. Thì tụi em cũng rất là tức, nhưng mà không có, nhưng mà kệ kệ một một câu vậy thôi đó. Thì em muốn hỏi chị là một là có thể nói nếu mà thay đổi thì chị Biên nói là đừng có thay đổi người khác, là phải thay đổi tụi chúng em, thay đổi cái suy nghĩ của chúng em. Nhưng mà em thấy nó hơi khó quá khi mà ba lại cứ là thích là nhất, ba không muốn chịu nhì. Nhưng mà em nói là cái con hổ á, cái lúc già nó cũng sẽ bị lột da thôi, cho nên mình không có thể nào mình khung giữ suốt đời được. Vậy em xin hết là gì? Rồi, cảm ơn cái câu hỏi của bạn, nó rất là hay, nó rất là hay. Và bạn Hằng muốn bạn quay lại, bạn chụp tất cả những lời chia sẻ của những người bạn vừa mới chia sẻ ở đây đi, bạn chụp lại đi. Có người chúc mừng bạn vì bạn còn ba, có người bảo là thương ba bạn quá, để bạn nhận thấy là trong cái suy nghĩ của bạn nó có cái phần nào đó nó chưa ổn lắm. Bạn chụp lại đi rồi Hằng nói cho bạn tiếp nè. Điều thứ nhất, bạn có kiến thức rất là nhiều rồi, bạn biết chị Biên nói là không có thay đổi người khác, thay đổi mình đi. Nhưng mà bạn nói là làm không được, muốn ba mình thay đổi. Cái thứ nhất vướng ở đây là bạn kỳ vọng, đúng không? Bạn kỳ vọng vào người khác, đúng không? Nè, ba chị cực kỳ đáng thương. Đó là những cái chia sẻ của người bạn khác, tại vì họ nhận cái vấn đề của bạn, họ nghe và họ nhận thấy vấn đề của bạn. Ở đây bạn vướng phải vấn đề là kỳ vọng vào người khác. Mình chưa thay đổi được mà mình cứ mong người khác thay đổi được. Và mình lấy cái cớ là ba mình á, đến cái tuổi này già rồi thì phải thay đổi đi chứ. Con hổ đến tuổi già còn bị lột da, bạn nói như vậy thì bạn không có cái sự bao dung với ông. Bạn không có chấp nhận ông thì làm sao đòi hỏi ông chấp nhận mình. Rồi, ý thứ nhất ha. Ý thứ hai là bạn đòi hỏi là ba muốn tình thương, ba cô đơn, bạn nhìn rất rõ cái điều đó. Nhưng mà ba không cho tụi em điều đó. Bạn có thấy mâu thuẫn không? Ông thực sự trong lòng đó, ông không có tình thương thì lấy đâu ra mà ông cho bạn? Ông không có đủ. Bạn chỉ cho ai được cái thứ mà bạn có thôi. Ví dụ chị hạnh phúc, chị mới trao cho em được hạnh phúc. Chị có tình yêu, chị mới trao cho em được tình yêu. Chị có sự bao dung, chị mới trao cho em được sự bao dung. Còn bạn đang nói là tụi em cần tình thương. Em biết ba em cần tình thương nhưng mà ba em không cho tụi em. Bạn biết ba bạn đang thiếu mà bạn còn đòi xin nữa. Cái người 80 tuổi và cái người 40 tuổi như mình thì người nào khó thay đổi hơn? Chắc chắn là người 40 tuổi mình sẽ dễ thay đổi hơn người 80 tuổi, đúng không các bạn? Vậy thì tại sao lại bắt cái người 80 tuổi, họ gần đất xa trời rồi, họ sống với cái tính cách đó 80 năm rồi, mình 40 năm thôi, mình không chịu thay đổi mà mình bắt cái người 80 tuổi họ thay đổi nha? Đó là cái mình cần nhìn lại bản thân mình. Cái điều thứ ba tiếp theo nữa là Hằng nói để bạn suy ngẫm thôi chứ còn làm thì nó khó lắm. Rồi bạn muốn là có một gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc ở đây của bạn, cái kỳ vọng nó lớn, nó thể hiện cái kỳ vọng lớn là tất cả anh chị em, rồi cả mẹ, rồi cả ba, rồi cả mình ở trong đó, nó phải là một cái khối thống nhất. Ở đây không làm được việc to lớn như vậy, mình chỉ làm được một cái phần nhỏ nhoi nhất của mình, là mình kết nối với ba và mẹ tốt cái đã. Sau đó các anh chị em mình sẽ tự động bị ảnh hưởng của mình. Mà bạn phải làm cái việc đó với cái tốc độ nhanh lên, bởi vì ba bạn không có nhiều thời gian nữa. Em xin lỗi em cắt lời chị một cái là vì lý do gì mà cái lúc mà mẹ em sinh đứa con đầu lòng tới mấy chục năm nay ba em không thay đổi, nhưng mà tụi em vẫn chưa bao giờ có một cái thái độ mà không thương ba, không có một thái độ là không thương ba cả, chỉ là có ba hạch sách gia đình như vậy thôi. Thì em không có nghĩ, em không có biết là ba thiếu tình thương là từ chỗ nào. Ba thiếu tình thương là từ chỗ nào? Từ chỗ mà tất cả các bạn đều rất là nghe lời ba, sợ ba,
ở trong gia đình bạn, Hằng chỉ thấy cái nỗi sợ hãi và cái sự tuân thủ nó nhiều hơn là cái sự thoải mái và cái sự an toàn. Bạn có thấy cảm giác đó trong gia đình bạn không? Ba ăn cơm trước, ba nói là tất cả các con và mẹ sẽ nghe lời làm theo. Đâu đó trong cái gia đình mình đó, nó là luật nhiều hơn là tình. Yes. Mặc dù tất cả trong trái tim mọi người đều có nhau, nhưng giống như chị Biên nói, không phải chúng ta yêu nhau là chúng ta có thể làm cho người cần ta hiểu luật là ta đang yêu họ. Cái cách mình thể hiện không đúng và không đủ. Ở đây không biết là Khanh cảm thấu như thế nào, nhưng mà chị cũng giống như các bạn đang chia sẻ đây, rất là thương ba Khanh và rất là thương Khanh. Chúng ta có tình yêu dành cho nhau quá nhiều, thương nhau quá nhiều mà không biết cách thương nhau. Đó là cái điều đáng tiếc trong gia đình mình. Lúc trước thì em chưa học thì em giận ba. Em có đúng giận rồi. Bây giờ thì rất thương đúng không? Dạ em thương, nhưng mà cái kiểu nó giống như cái cánh cửa mình muốn mở ra. Đúng. Nhưng mà nó không có đủ sức để mở. Đúng, bạn nói dùng cái từ không đủ sức là Hằng đồng ý với bạn. Tại vì là bạn chưa có biết cách, nên là bạn dùng sức quá nhiều, hoặc là bạn dùng sai cách nên bạn không có mở được cửa đó. Chứ bạn nói là bạn không thể mở thì Hằng rất buồn. Bạn chưa đủ sức, bạn dùng cái từ đó Hằng rất là thích. Bạn cố lên, bạn cố lên. Và đừng có kỳ vọng là tất cả gia đình làm phần mình trước, làm phần mình với ba mình trước. Tại sao mà phân tích một chút xíu, tại sao mà ông thay đổi khi mà ông có cái tình yêu mới? Tại vì lúc đó ông cảm nhận được là ông được một cái người khác chấp nhận. Mà trong gia đình này nè, ông chưa tìm thấy được cái điều đó ở bất kỳ người con hay cái người vợ. Ông ở với người vợ mấy chục năm, mặc dù cũng biết là thương nhau. Ba bạn đã phải rất thương bạn và rất thương các anh chị em bạn, thương mẹ bạn. Nên sau một cái cuộc họp mặt là ba bạn chấm dứt được ngay mối quan hệ với cô kia. Chưa chị chưa chấm dứt. Ví dụ là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì ông phải chấm dứt thì ông mới lại bắt đầu trở lại là ông không tắm rửa, ông bỏ bê ông. Tại vì ở khi mà có cái người kia, người ta có cái động lực, người ta thấy người ta có giá trị, người ta thấy là người ta cần phải thay đổi mình cho nó tốt hơn. Chỉ cảm hóa nhau được bằng tình yêu thôi. Cái đó là điều mà mình thấy rõ nhất. Thành thấy không? Dạ em biết. Em biết là cái lúc mà ba vui như vậy á, em biết là nó có một điểm sai đối với má em, nhưng mà em thấy là tốt với ba. Đúng rồi. Thì ông tìm được một cái người mà ông thấy mình có giá trị ở đó, ông có thể chia sẻ ở đó, ông muốn mình tốt hơn khi mà ở gần cái người đó. Đó là một cái tình yêu đúng. Thì khi mà mình yêu ba mình cũng như vậy á. Khanh thử đi. Khanh thử đi. Không thử cách này không được, phải thử bằng cách khác. Bạn phải thử bằng nhiều cách. Nói chuyện với ba kiểu này không được thì phải nói chuyện bằng kiểu khác. Nói chuyện không được thì mình dùng hành động. Mình dùng thái độ. Với người già thì thật ra là nói chuyện khó thay đổi lắm. Mình phải dùng thái độ là nhiều. Thái độ với cái hành động cụ thể là nhiều, sẽ ảnh hưởng tới họ đó. Chỉ là mình chưa tìm đúng cách thôi ha. Rất là chia sẻ với Khanh. Và rất là yêu quý những cái người mà có cái trăn trở để cho ba mẹ mình hạnh phúc. Hàng rất là thích. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn đến lớp và có những cái tư tưởng mà nó tuyệt vời như vậy. Không phải cái điều gì đó để cho mình mà cho người thân xung quanh mình á. Bạn đang làm một cái điều rất là đúng. Cảm ơn bạn. Dạ em biết ơn chị. Dạ. Cảm ơn các bạn nha. Tiếp tục nè. Tiếp tục một câu nữa nha, rồi mình đi ngủ nha. mời Hằng. Mình cùng tên nè, mời Hằng nè. Hằng 2010. Hằng từ từ nha. Rồi. Mời Hằng. Dạ vâng, em chào chị Hằng và tất cả các bạn trong nhóm ạ. Em cảm ơn chị và các bạn đã cho em cơ hội được tư vấn ạ. Câu hỏi cuối thì câu hỏi của em ý, thì nghĩa là như thế này, tức là khi mình ở một thời điểm thì mình cảm thấy cái quyết định đấy là đúng đắn nhất, mình suy nghĩ chín chắn, nhìn trước ngó sau, tham khảo ý kiến của mọi người thì quyết định đấy là đúng đắn và quyết định đấy là do mình hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên thì một vài năm sau đấy, rồi khi mình có nhiều trải nghiệm hơn, thì mình va vấp sóng gió cuộc đời nhiều thì mình mới nhận ra là cái quyết định đấy mình rất là ân hận. Đấy, và đến tận bây giờ em vẫn dùng cái tư duy của chị Biên, tức là
mình phải có một cái tư duy chữa lành cho mình, tức là những điều gì đã xảy ra thì tất cả đều là những điều nên và bắt buộc phải xảy ra. Em luôn dùng tư duy đấy, nhưng mà chỉ cần bất kỳ một cái điều gì đấy mà trong công việc nó không được như ý, hay những drama hay là những cái vấn đề gì đấy mà thực sự là nó không được như những gì mình phấn đấu á, thì mình luôn hoài niệm về quá khứ và mình cảm thấy rất 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 là ân hận, chứ không phải là cảm giác day dứt chút chút đâu. Thì thành ra là em rất bị yếu lòng và luôn nghĩ về quá khứ, rất là ân hận và dằn vặt bản thân mình, mặc dù là từng ngày vẫn phải có cái tư duy đấy chữa lành. Nhưng mà ở độ tuổi của em cảm thấy em lưu luyến và cảm thấy rất là trách mình ở cái thời điểm mà em đã quyết định trong quá khứ như thế. Đấy, thì em muốn hỏi chị là ngoài cái tư duy thì là một cái kim chỉ nam cho mình bám vào, thì mình còn có cái liệu pháp tâm lý gì để mà mình bớt cái sự ân hận ấy, mình nhìn về tương lai? Dạ vâng, cái vấn đề của em thì nó lại không phải là vấn đề tình cảm, thì cái câu hỏi này là câu hỏi về vấn đề sự nghiệp và công việc chị ạ. Đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn câu hỏi của Hằng. Nó rất là hay, cái tư duy bạn dùng nó rất là đúng, nhưng mà ở đây bạn còn thiếu một phần nữa là bạn thiếu cái phần yêu thương bản thân. Dạ. Bạn còn thiếu cái phần yêu thương bản thân. Mình phải phấn đấu thêm về cái phần yêu thương bản thân, là mình chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận bản thân mình. Mình phải biết mình không phải là thánh. Mình phải biết là mình phải có những sai lầm. Nếu không có sai lầm đó thì làm sao ngày hôm nay bạn biết bạn đã từng sai? Cả cuộc đời không có ai đúng hết. Phải có sai lầm để, và mình dùng cái tư tưởng là mình sai một lần rồi, mình nhắc mình sai một lần rồi, lần sau mình không thể để sai giống như vậy nữa. Nếu có sai thì phải là cái sự sai khác đi. Còn không cần, không nên để cái tư tưởng mà nó dây dứt, nó ân hận nhiều đến thế. Vì bạn đã nói rồi, cái lúc đó, cái quyết định mà mình chọn lúc đó nó đã là tối ưu ngay thời điểm đó rồi. Nếu có quay lại, làm lại thì em vẫn quyết định như vậy, vì lúc đó nó là tốt nhất rồi. Vậy dạ. Sao còn tư dứt làm gì nữa? Đó là do bạn yêu bản thân mình chưa có đủ. Bạn chưa có cho phép mình sai. Phải cho phép mình sai. Phải cho phép mình có những lúc xấu. Phải cho phép mình có những lúc giận dữ. Mình là một con người bình thường. Mình có quyền. Mình có quyền được sai. Mình có quyền có được bài học giống như người khác. Mình không sai, mình không có bài học. Vâng, đúng rồi chị, phải thêm một tư duy nữa là mình không sai thì mình sẽ không có bài học. Đúng, mình không sai thì mình không có bài học. Ông gì mà làm ra bóng đèn đó, ông sai bao nhiêu ngàn lần, mỗi lần là ông có một cái bài học để lần sau ông không sai đúng cái lỗi đó nữa. Nếu mình không sai, mình làm một phát ra cái bóng đèn thì lần sau làm không ra cái bóng đèn, không biết tại sao nó lại không ra. Còn ông làm sai 1,000 mấy trăm lần hay là bao nhiêu lần, em nhớ rất là nhiều lần, thì là mỗi khi mà bóng đèn đó mà nó sáng là ông biết là ông không sai lỗi ABCD tới 1,000 lỗi, 1,000 lỗi đó ông mới không sai. 10.000 lần Edison. Đấy, bạn nào vừa mới giúp Hằng đấy. Mình phải cho phép mình sai. Sai để trải nghiệm. Sai để biết hối hận với người ta. Sai để biết đứng lên. Sai để biết mạnh mẽ hơn. Sai nó có nhiều bài học. Không phải đúng là tốt. Đó là cái điều Hằng nghĩ cho cuộc sống của Hằng. Cảm ơn những cái điều bất như ý. Cảm ơn những cái sai lầm mình đã phạm phải, để lần sau gặp những cái chuyện như vậy, khó hơn như vậy, mình không sai như vậy nữa. Mình vẫn có thể sai, nhưng mình sẽ sai kiểu khác. Dạ. Mình học một bài học mới. Cảm ơn bạn. Câu hỏi hay quá. Mấy bạn dạo này đặt câu hỏi hay quá. Thích quá. Nhưng mà thôi đi ngủ nha. Dạ, em cảm ơn chị đã chữa lành cho em ấy. Còn mấy bạn giơ tay nữa, nhưng mà thôi đi ngủ nha. Hẹn mấy bạn là tới thứ bảy này lại có chương trình hỏi ngắn đáp nhanh, mấy bạn vào nha. Dạ.